Thiên đạo đồ thư quán, Trương Huyền. chương 3771, Mỹ Dung Đan hiện thế 1. Này không phải trang bức, Trương Huyền là thật cảm xúc. Lân giáp thú nhìn hắn chỉ tu luyện 10 cái hô hấp, trên thực tế ở trong xuân thu đại điển, đã tu luyện tiếp cận 28 giờ, còn nhiều hơn một ngày một đêm. Tốc độ thời gian trôi qua ở trong xuân thu đại điển là gấp một vạn lần thần giới, hơn nữa tu luyện ở bên trong không xung đột với ngoại giới, chỉ cần tâm thần đi vào, chân khí trong cơ thể có thể dựa theo loại thời gian này lưu truyền, nguyên nhân chính là như vậy, món pháp bảo này mới lộ ra nghịch thiên như thế. Cũng là nguyên nhân này, cùng phân thân khổng sư chiến đấu, ngắn ngủi 10 cái hô hấp, cũng đã đột phá thần linh, hơn nữa triệt để củng cố tu vi. Vốn cho rằng tu luyện thân thể, sẽ tương tự trước đó sử dụng công pháp thiên đạo, một hai canh giờ là có thể hoàn thành, ai biết hết 28 giờ, 14 giờ từ thần linh hạ phẩm tấn cấp đến thần linh thượng phẩm, quả thực quá chậm. Trước kia sử dụng công pháp thiên đạo, nào có lâu như vậy. Xem như sáng tạo ra ghi chép tu luyện chậm nhất, trong lòng tràn đầy xấu hổ. Tự sáng tạo công pháp, tốc độ quả nhiên hơi kém thiên đạo pháp quyết. Mặc kệ, dù sao thực lực cũng có tiến bộ không ít. Không đi buồn bực sự tình tu luyện quá chậm nữa, Trương Huyền nhìn nắm đấm của mình, cảm thụ lực lượng ẩn chứa trong cơ thể, con mắt sáng lên. Đợt tu luyện này, Mặc dù không để thân thể đột phá đến thiên thần cảnh, nhưng dưới tình huống cận thân, chưa hẳn thua thiên thần hạ phẩm. Đặc biệt là phòng ngự, trải qua huyết dịch của lân giáp thú và tử chân quả rèn luyện, đã có thể so với thiên thần khí hạ phẩm, thần linh thượng phẩm toàn lực công kích cũng khó có khả năng làm bị thương mảy may. Nguyên nhân chính là có dựa dẫm này, mới có thể một quyền đẩy lùi lân giáp thú thi triển 50% lực lượng. Mang theo người nhà và các học sinh, một mực gánh vác lấy áp lực, trước đó nhỏ yếu lòng hắn rất sốt ruột giờ phút này phòng ngự mạnh mẽ xem như chân chính có năng lực tự vệ cho dù ở thần giới cường giả vô số cũng không tính quá mức nhỏ yếu căn cứ hắn nhìn qua thư tịch thiên thần ở trong thành thị bình thường đã được cho một phương đại lão đã có thể dừng chân ở thần giới trở về đi vẫy tay một cái thu tất cả tử chân quả vào chữ vật giới chỉ trương huyền nói rời đi nơi này phòng ngự của ta lân giáp thú có chút lo lắng rời đi nơi này liền không khả năng có tử chân quả dùng, phòng ngự của nó có thể hạ thấp hay không. Yên tâm đi, mới vừa rồi giúp người đột phá, đã thuận tiện giải quyết loại tai họa ngầm kia rồi. Trương Huyền nói, đối phương rời đi sơn cốc, rời đi tử chân quả, phòng ngự quả thực sẽ hạ thấp, nhưng vừa rồi đột phá, dùng thiên đạo chân khí hỗ trợ trải vuốt kinh mạch một lần, đã giải quyết loại phiền toái này, về sau kèm theo tu luyện, phòng ngự sẽ chỉ càng ngày càng mạnh, mà không bao giờ suy yếu đa tạ chủ nhân. Lúc này lân giáp thú mới thở dài một hơi, tràn đầy kích động. Audio điện tử võ tấn bền Từ khi ra đời liền bị vây ở trong sơn cốc chật hẹp, hiện tại rốt cục có thể ra ngoài, lang bạt thế giới bên ngoài. Thời gian không dài, hai người rời đi sơn cốc, lần nữa tìm được thần thú phi hành, lân giáp thú biến thành thanh niên, cùng trương huyền ngồi ở trên lưng thú, thẳng tắp bay về phía dạ minh thành dạ thu nhạn là đặc sứ của u hồn thiên tỏa trấn dạ minh thành tuy thực lực chỉ có thần linh thượng phẩm nhưng địa vị kính trọng không ít chuyện ngay cả thành chủ ngô phương thanh cũng không dám phản bác đương nhiên nàng chỉ xử lý chính sách và mệnh lệnh từ u hồn thiên truyền xuống đối với quy tắc và quản lý ở trong nội thành là không bao giờ can dự Suối lưng một cái lộ ra đường cong tinh tế dạ thu nhạn ngồi ở trước gương nhìn về phía má phải của mình một vết sẹo đỏ thấm lộ ở bên ngoài, tựa như con rết. Ai? Nàng khẽ than thở một tiếng, tràn đầy bất đắc dĩ. Vết sẹo này là một lần chiến đấu lưu lại, trong đó ẩn chứa lực lượng đặc thù, đã dùng đủ loại phương pháp cũng không thể loại bỏ, vốn là đại mỹ nhân tuyệt sắc, có vật này liền ảm đạm phai mờ. Bởi vậy Tu Vi còn từ thiên thần cảnh hạ đến thần linh thượng phẩm, mới chủ động xin rời hoàng thành của U Hồn Thiên, đến nơi này làm một đặc sứ không ai biết trang điểm một chút mang mạng che mặt lên thân thể mềm mại vặn một cái ra khỏi phòng ngẩng đầu nhìn về phía một vị lão giả điều tra thế nào rồi bẩm báo đặc sứ ta đã tỉ mỉ điều tra dã minh thành quả thực tồn tại chợ đen người cầm lái là tề linh nhi đến từ hoàng thành tề gia lão giả ôm quyền tề gia ở hoàng thành cũng là đại gia tộc quyền nghiêng một phương lão tổ tề mạnh càng là thần vương phong hào hậu nhân làm sao sẽ tới đây mở một chợ đen. Giả thu nhạn nhíu mày. Chẳng lẽ không biết giao dịch chợ đen là xúc phạm luật pháp của U Hồn Thiên sao? Cụ thể, ta cũng không biết, có lẽ liên quan đến hạ giới. Lão giả dừng lại một chút nói. Hạ giới. Giả thu nhạn cau mày. Bệ hạ hội tụ một hồn phách tinh thuần, lần đầu tiên phá vỡ quy củ, để hắn ở trong linh hồn chỉ tu dưỡng. Nghe nói chính là đến từ hạ giới chẳng qua đây là sự tình hơn 20 ngày trước phát sinh. Tề Linh Nhi lại tới trước nhiều năm rồi. Đã mấy năm, khi đó thiên túng đại đế lần đầu tiên xuất hiện, là ở dạ minh thành này, có lẽ tề ra là vì cái này mà tới. Trần chờ một chút, lão giả nói. U hồn thiên đế quân càn khôn đế quân, từ trước tới nay không quản thế sự, bình thường đều do một ít thần vương phong hào đi làm, bởi vậy hoàng thành thoạt nhìn gió êm sóng lặng, trên thực tế sóng lớn cuộn trào mãnh liệt thiên túng đại đế, lực lượng mới xuất hiện, người người đều muốn biết hắn đến cùng đã trải qua cái gì, lại từ đâu đi tới. Cho nên đủ loại điều tra chưa hề ngừng qua. Nhúng tay trợ đen, có thể thu hoạch càng nhiều tin tức không muốn người biết, không gian thao tác sẽ trở nên lớn hơn một chút. Trầm tư một chút, giả thu nhạn nói. Nói cho nàng, có thể điều tra tin tức, nhưng sự tình khác thì đừng làm loạn. Một khi chạm đến điểm mấu chốt, bất kể có phải người tề ra hay không, cũng phải nhận lấy luật pháp của U hồn thiên ngăn cấm. Còn nữa, đi thăm dò bây giờ nàng đang làm gì? Nếu như có ngoài ý muốn lập tức trình báo. Tề ra ở Hoàng Thành quả thực rất thường đại, nhưng ở giã Minh Thành, nàng là đặc sứ, đại biểu là Càn Khôn đế quân, cho dù đối phương mạnh hơn, cũng phải ngoan ngoãn nghe lời. Đế quân Tôn Nghiêm không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Đây là thiết luật không cách nào sửa đổi của thần giới. Vâng. Lão giả gật đầu lên tiếng đi ra ngoài thời gian không dài đi tới trước mặt trong mắt mang theo nghi ngờ hình như đạt được tin tức gì để hắn cũng không dám tin tưởng đặc sứ lúc này tề linh nhi không ở chợ đen mà ở dạ minh thương hành thương hành dạ thu nhạn sững sờ người một gia hỏa mở chợ đen chạy đến thương hành chính quy lý làm gì chẳng lẽ muốn chuyển ra chỗ sáng hình như triệu tập một ít nữ tu luyện giả nổi danh của dạ minh thành tính toán bán ra Mỹ Dung Đan gì đó. Dừng lại một chút, lão giả nói. Mỹ Dung Đan. Giả thu nhạn cười nhạo. Lè người, luyện đan đại sư nổi tiếng nhất thần giới phiêu giang thần, từng đi qua hoàng thành, ta đã đặc biệt hỏi thăm qua, hắn từng nói, dung mạo ông trời chú định, không thể thay đổi. Căn bản không có cái gọi là Mỹ Dung Đan, nếu quả thật có, vết sẹo trên mặt ta không có khả năng lưu đến bây giờ, coi như tiêu phí đánh đổi lớn hơn nữa, khẳng định cũng sẽ nghĩ biện pháp chữa khỏi. Lão giả không tự chủ được gật đầu. Đặc sứ nói không sai, Mỹ Dung Đan, nếu quả thật tồn tại, khẳng định đã sớm vang dội toàn bộ thần giới. Tu luyện giả thần giới, kèm theo tu vi càng cao, sống cũng càng lâu, ai không muốn có dung mạo mỹ lệ, vĩnh viễn giữ gìn thanh xuân. Thật có loại vật này, khẳng định đã sớm cướp biên rồi. Cái kia, chúng ta có quản hay không? Không cần để ý đến, thành chủ tự nhiên sẽ xử lý. Giả thu nhãn lắc đầu vừa định trở lại gian phòng nghỉ ngơi một chút đột nhiên vẫy vẫy tay được rồi qua xem một chút đi nói xong nàng đi ra ngoài dạ minh thương hành là thương hành lớn nhất dạ minh thành đủ loại bảo vật cái gì cần có đều có dòng người cực lớn có thể xưng số một cả thành mang theo mạng che mặt dạ thu nhạn tới nơi đối phương triệu tập nữ tu luyện giả lấy được giấy thông hành tiến vào bên trong lúc này trong gian phòng rộng lớn đã chất đầy người rậm rạp chẳng chịt không dưới hơn ngàn. Hầu như đều là nữ tu luyện giả, tu vi yếu nhất cũng đạt đến thần linh hạ phẩm đỉnh phong. Xem ra lực hiệu triệu của tề linh nhi không tệ. Giả thu nhạn hư lạnh. Một gia hỏa mở chợ đen, không thể lộ ra ngoài ánh sáng, vậy mà ở trong vài canh giờ ngắn ngủi, triệu tập nhiều người như vậy, không thể không nói, tề linh nhi thật có bản lĩnh nhất định. Nghe nói không, ngày hôm nay muốn bán ra Mỹ dung đan, Thần giới không có loại đan dược này a. À. Trước đó ta cũng chưa nghe nói qua, hình như là một vị luyện đan sư lợi hại vừa mới luyện chế thành công. Không biết thực hư, chẳng qua tới xem một chút cũng được, dù sao lại không tốn tiền. Bốn phía vang lên âm thanh thảo luận. Xem ra không ít người đều giống như nàng, ôm tâm thái tới xem một chút. Yên tĩnh, đang cảm xúc, ở phía trước nhất có tiếng la vang lên, ngay sau đó một nữ tử vóc người cao gầy Dung Mạo Mỹ lệ sải bước đi tới trước mặt. Chính là Tề Linh Nhi. chư vị nhất định đang kỳ quái, đã trễ như vậy triệu tập các người tới, đến cùng là vì chuyện gì? Tề Linh Nhi không có nói nhảm quá nhiều, mà nói thẳng. Mọi người đồng loạt nhìn qua. Thời gian của mọi người đều rất quý giá, lời đàm tiếu không cần khách sáo, ta cũng không muốn nói nhiều. Để mọi người tới, là bởi vì chỗ ta nghiên cứu ra một loại đan dược mới, đối với Dung Mạo Nữ Tử có hiệu quả rất tốt cố ý tới bày ra cho các ngươi nhìn một chút, nếu có nhu cầu, có thể đặt trước. Nói xong, Tề Linh Nhi vẫy tay một cái, một cô gái cầm hộp đi tới trước mặt mọi người. Hộp dùng mặc ngọc chân quý điêu khắc thành, có hiệu quả ẩn chứa linh khí, để khí tức không cách nào tiết lộ. Không nói cái khác, chỉ cái hộp này, chỉ sợ cũng hơn 10 viên thần tệ, hơn nữa còn không mua được. Tề Linh Nhi mở hộp ra, trong đó có một viên đan dược, khí tức lưu chuyển, tỏa ra linh khí nồng nặc. Đây bất quá là thần Nguyên Đan phổ thông mà thôi hơn nữa chỉ là hạ phẩm Mỹ Dung đan khoác Lác hơi quá ha trong đám người một phụ nhân trung niên đứng ra thanh âm mang theo nghi ngờ hết chương 3771 chương 3772 Mỹ Dung đan diện thế 2. Đúng vậy chỉ là thần Nguyên đan phu quân nhà chúng ta vẫn luôn luyện chế thứ này mỗi ngày đều có thể luyện chế mấy lô chắc chắn sẽ không nhìn lầm thật sự cho rằng là Mỹ dung đan gì, lại mang thần nguyên đan ra, là khi dễ chúng ta không biết hàng sao. Kèm theo thanh âm này, những người khác cũng xác nhận xuống, từng cái tràn đầy nghi hoặc. Không phải nói có Mỹ dung đan gì sao, làm sao lấy ra thần nguyên đan bình thường. Dạ thu nhạn cũng nhíu mày. Trước kia bất kể nói thế nào cũng là cường giả thiên thần cảnh, càng từ u hồn thiên đến, nhãn lực rất tốt, đồ vật trong hộp ngọc của đối phương, bất kể nhìn thế nào cũng là thần nguyên đan bình thường nhất, không có bất kỳ chỗ đặc thù gì. Vừa khen Tề Linh nhi năng lực không tệ, tổng sẽ không phạm sai lầm ở loại chuyện nhỏ nhặt này chứ? Theo ta được biết, ở U hồn hoàng thành cũng không có người có thể luyện chế ra mỹ dung đan, Tề Linh nhi tiểu thư, triệu tập chúng ta tới, cho chúng ta nhìn một viên thần nguyên đan, nói đùa như vậy, bất kể thế nào cũng phải cho cái bản giao nha. Một nữ tu sĩ cũng đứng ra, lông mày nâng lên, tu vi của nàng cũng đạt tới thần linh thượng phẩm, dù cách đỉnh phong còn có tranh lệch rất lớn, nhưng ở dạ minh thành tuyệt đối tính là hàng ngũ đỉnh phong. Dù sao viện trưởng của dạ minh học viện, cũng chỉ có cấp bậc này mà thôi. Nhất định phải cho cái bàn giao, thời gian tu luyện của chúng ta rất quý giá. Lập tức có người ninh hợp. Mọi người bình tĩnh đừng nóng, chẳng lẽ các người cho rằng đây là thần nguyên đan phổ thông. Bàn tay ép xuống, ổn định cảm xúc rối loạn của mọi người, để Linh nhi nhẹ nhàng cười một tiếng. Nếu thật như vậy, ta cũng không cần thiết lấy ra bêu xấu. Người tới. Vẫy vẫy tay, phần phật, một thần thú bị mang ra. Tất cả mọi người nhìn qua, là thần thú thượng phẩm, dung nham cự máng. Gia hỏa này sinh hoạt ở trong dung nham, toàn thân nóng bỏng, có thể phun ra hỏa diễm, sức chiến đấu cực mạnh. Mang thứ này tới làm gì, một khi bị nó tổn thương, làn da hầu như không có cách nào chữa trị một bằng hữu của ta bị ra hỏa này làm bỏng cánh tay, các loại dược vật dùng không biết bao nhiêu, nhưng 20 năm qua vẫn không có một tia chuyển biến tốt đẹp. Thần thú này, ở giã minh thành danh khí rất lớn, am hiểu hỏa diễm, thực lực mạnh mẽ. Năng lực của thần thú này chắc hẳn không cần ta nói nhiều, mọi người cũng đều rõ ràng. Không biết có người đi ra, nguyện ý cùng nó chiến đấu một chút hay không? Tề Linh Nhi cười cười. Tất cả mọi người nhíu mày thần thú cùng cấp bậc, sức chiến đấu mạnh hơn tu luyện giả cùng cấp bậc rất nhiều. thần linh thượng phẩm, nữ tu sĩ ở đây hầu như không có người nào có thể vượt qua. nếu như không có, ta dùng người của ta cũng không tính gian lận a. À. tề linh nhi nói. nhiều người nhìn như vậy, muốn gian lận cũng không dễ dàng. muốn làm gì thì làm nhanh đi, đừng chậm trễ thời gian của chúng ta. nữ tử trước đó nói chuyện nói. nếu trần phu nhân nói như vậy, vậy ta liền không khách khí. Tề Linh Nhi lần nữa vẫy tay. Rầm, một cô gái đi tới, đi tới trước mặt dung nham cửa máng, hít sâu một hơi, đứng tại chỗ. Bắt đầu, lông mày Tề Linh Nhi dương lên. Phần Phật, máng xà ở cách đó không xa đột nhiên nổi giận, miệng lớn mở ra, một đoàn hỏa diễm nóng bỏng lập tức phun ra ngoài, thời gian nháy mắt liền bao phủ nữ tử kia. Một lát sau, hỏa diễm biến mất, toàn thân nữ tử là máu tươi, trọng thương nằm trên mặt đất, đặc biệt là gương mặt làn da vốn vô cùng mịn màng, bị ngọn lửa thiêu đốt tràn đầy vết sẹo, giữ tợn không nói ra được. Tề Linh Nhi, người muốn làm gì? Ra đầu giả thu nhạn nổ tung. Quả thực xem mạng người như cỏ rác. Mặc kệ cô gái này có phải thủ hạ của nàng hay không, giữa hai người lại có giao dịch gì, nhưng trắng trợn dùng thần thú phá hủy sinh mệnh của một người, tuyệt đối là phạm vào luật pháp của thần giới, phạm vào quy củ của giả Minh Thành. Không nói cái khác, chỉ điều này liền có thể bắt lại, nhận hình phạt cực kỳ nghiêm trọng. Mọi người không cần khẩn trương, ta cũng không có ý tứ hại người, nếu để nàng tiếp nhận dung nham cử mãng thiêu đốt, khẳng định có phương pháp để nàng khôi phục như lúc ban đầu. Thấy vẻ mặt mọi người đều thay đổi, Tề Linh Nhi lần nữa nhìn quanh. Trần Phu Nhân, ngươi là đan dược thế gia, ngươi nói xem, dùng luyện đan đại sư nổi danh nhất giả dạ Minh Thành. Không biết có phương pháp chữa khỏi nàng hay không? Trần Phu Nhân dừng lại một chút hỏa diếm của dung nham cử mãng quỷ dị, một khi hỏa độc xâm nhập thân thể, thần linh thượng phẩm cũng khó mà khu trừ, ta không có biện pháp. Vậy Lưu Phu Nhân thì sao? Đạo lữ của ngươi Lưu Minh Dương, là y sư giỏi nhất dạ Minh Thành, chắc hẳn sẽ có phương pháp A. Tề Linh Nhi nói tiếp. Không có, hỏa độc khó trừ, bó tay toàn tập. Lưu Phu Nhân cũng lắc đầu. Nếu hai vị không có cách nào, ta muốn hỏi chư vị ở đây, có ai có biện pháp không? Mặt khác, những hỏa độc này có phải thật hay không? Chúng ta có giả mạo hay không? Tề Linh Nhi cười nói. Chúng ta chỉ không được. Mọi người đồng thời lắc đầu. Trần Phu Nhân, Lưu Phu Nhân đều không làm được, bọn họ tự nhiên càng không làm được. Còn giả mạo, càng không thể nào. Dung nham cử mãng đang ở trước mắt, hỏa diễm dâng trào sắc bén như vậy, tất cả mọi người cảm nhận được nóng bỏng, bất luận nhìn từ chỗ nào, đều khó có khả năng giả mạo, cũng không cách nào giả mạo. Nếu mọi người cho là ta không có cách nào giả mạo, vậy ta liền chữa khỏi nàng, để mọi người nhìn uy lực của thần nguyên đan mà các ngươi nói. Thấy Hỏa Hầu đã đến, Tề Linh Nhi khẽ vẫy tay, Nha Hoàn cầm hộp ngọc lấy đan dược ra ngoài, để vào trong miệng nữ tử bị tổn thương. Hô, đan dược đi vào cổ họng, nữ tử bị thương không ngừng run rẩy, không đến ba cái hô hấp, trên mặt rơi xuống tầng da chết, sau đó trên người cũng không ngừng rơi. Dùng nước sạch nhẹ nhàng lau qua, lộ ra làn da trắng mịn bên trong tất cả mọi người đều chấn động nữ tử này vừa mới bị thiêu không còn hình người thoạt nhìn bất cứ lúc nào cũng sẽ tử vong không chỉ hoàn hảo không chút tổn hại địa phương bị tổn thương còn không lưu lại chút dấu vết thậm chí làn da còn tốt hơn trước kia rất nhiều tựa như thoát thai hoán cốt làm sao làm được chẳng lẽ bởi vì ăn viên thần nguyên đan kia hiệu quả trị liệu lớn như vậy trong lúc nhất thời lặng ngắt như tờ tất cả mọi người khiếp sợ nói không ra lời. Trước đó mấy người chất vấn lớn nhất, càng giống như bị cái gì ngăn miệng, trên mặt nóng bỏng, một câu cũng nói không ra. Đây chính là thần nguyên đan do luyện đan sư của chúng ta luyện chế, không chỉ có thể làm đẹp, còn có thể chữa trị vết thương thân thể, để cho người ta dung nhan thường trú. Thấy mọi người đã bị hiệu quả của đan dược chấn động, Tề Linh Nhi mỉm cười nói. Đan dược lợi hại như thế, chỉ cần một nghìn thần tệ là có thể mua một viên không tin, có thể hiện trường kiểm tra, không có hiệu quả, trả lại tiền. Lần đầu tiên bán ra, chỉ có 20 viên, hiện tại đã sử dụng một viên, nói cách khác. Còn thừa lại 19 viên, bỏ lỡ cơ hội, thì không biết lúc nào mới có thể có cơ hội thứ hai. Một viên 1.000 thần tệ, đây là cướp bóc sao? Tất cả mọi người khiếp sợ. Sơn Tạc nhất phân trần cướp bóc không biết bao nhiêu năm, cũng mới lưu lại mấy trăm thần tệ, gia đình bình thường ở giã Minh Thành, nhiều lắm cũng chỉ có mấy chục thần tệ mà thôi. Một viên đan dược liền muốn một ngàn. Giá cả có chút không hợp thói thường. Một ngàn là đắt, nhưng trong tay nàng chỉ có 19 viên, một khi bán xong, lần sau chẳng biết lúc nào mới có. Tình cảnh vừa nãy, ta một mực nhìn, không làm được giả. Nếu là thật, dược hiệu này có thể xưng kinh khủng. Thật có thể để cho ta thanh xuân mãi mãi là nói, một ngàn thần tệ tuy nhiều, nhưng cũng không tính là gì này cũng phải, bây giờ chúng ta đã già, già bắt đầu lão hóa, không nghĩ biện pháp mà nói, ra hỏa trong nhà khẳng định sẽ bị hồ ly tinh phía ngoài câu đi, đến lúc đó tốn nhiều tiền hơn nữa cũng vô ích. Hồ ly biến hóa nữ tử, trời sinh mị cốt, quả thực để cho người ta khó mà chống cự. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, nghị luận ẩm ý. Một nghìn thần tệ, giá cả rất đắt, coi như lần này có tư cách tới, cũng đều là phú giả của giả Minh Thành, cường giả trong tán tu muốn một hơi lấy ra nhiều như vậy, không dễ dàng. Tiểu thư, có phải giá tiền định quá cao hay không? Nhìn thấy đám người tràn đầy trần trừ và nghi hoặc, bà lão sau lưng tề linh nhi nhịn không được truyền âm. Tiểu thư định cái giá tiền này, không thảo luận với bất luận người nào, nàng cũng là vừa mới biết. Không cao, ta muốn bán chính là xa xỉ phẩm, yên tâm đi. Chỉ cần có thể để các nàng trẻ tuổi, tốn nhiều tiền hơn nữa, cũng sẽ không cự tuyệt. Tề Linh Nhi mỉm cười. Đều là nữ nhân, biết tâm lý nữ nhân. Mỹ lệ hay không, đối với các nàng mà nói, tuyệt đối là núi cao không thể vượt qua, chỉ cần có cơ hội biến đẹp, coi như tiêu phí đánh đổi lại lớn cũng sẽ không tiếc. Được rồi. Thấy tiểu thư vững vàng như vậy, bà lão không hỏi thêm nữa. Không có người mua. Lại đợi một hồi, thấy mọi người chỉ thảo luận, không có người nguyện ý bỏ tiền, Tề Linh Nhi cũng không vội vã, mà lần nữa cười một tiếng, con mắt rơi vào trên người giả thu nhạn. Gặp qua giả đặc sứ. Đi vào trước mặt, tề linh nhi ôm quyền. Giả thu nhạn gật đầu, cũng không nói nhiều. Nếu không có người nguyện ý bắt đầu, không bằng giả đặc sứ tới trước một viên đi. Tề linh nhi cười nhạt. Đặc sứ yên tâm, người bây giờ có thể dùng, không có hiệu quả, ta không lấy tiền. Giả thu nhạn nhíu mày, thấy đối phương không có ý tứ gì khác, trầm tư một chút, gật đầu. Cũng tốt nói xong nhận lấy hộp ngọc trong tay đối phương cẩn thận kiểm tra một lần xác định không có bất cứ vấn đề gì lúc này mới nhẹ nhàng để vào trong miệng hô đan dược vào miệng tức hóa ngay sau đó một cỗ lực lượng đặc thù tràn vào cơ thể trên mặt tê dại và hơi ngứa tràn đầy nghi hoặc đang không biết chuyện gì xảy ra chỉ thấy tề linh nhi dơ lên một cái hương đồng dạ thu nhạn sửng sốt nhìn qua làn ra quả thực non mịn hơn không biết bao nhiêu lần bàn tay run rẩy kéo lụa mỏng trên mặt xuống. Đồng tử co rụt lại. Vết sẹo quấy nhiễu nàng không biết bao nhiêu năm, đã biến mất không thấy hình bóng, không chỉ như vậy. Làn da giống như hài nhi, thay đổi lớn đến tưởng như hai người. Cái này, làm sao làm được? Thân thể mềm mại run rẩy dạ thu nhạn tràn đầy khó tin. Hết chương 3772. Chương 3773. Ngô Phương Thanh. Đặc sứ, Lão giả theo sau lưng, hốc mắt đỏ lên. Những năm này đi theo đối phương, bởi vì dung mạo bị tổn thương mà nhận oan ức, toàn bộ nhìn ở trong mắt, vốn cho rằng cả đời không cách nào khôi phục, không nghĩ tới một viên đan dược có thể giải quyết. Cường giả thần vương ở U hồn hoàng thành cũng chưa chắc có thể làm được. Đám người bốn phía cũng không ngừng run rẩy. Ở trong Dạ Minh thành, rất nhiều người không biết vị đặc sứ này tồn tại, nhưng thân là phú giả nội thành, nhân sĩ ở tầng đỉnh phong cho dù chưa thấy qua giả Thu Nhạn, cũng đều nghe nói qua. Cường giả ở Hoàng thành U hồn thiên, bởi vì bị thương rất cấp mới tới nơi này, trên mặt có một vết đao, hầu như mỗi lần đều đeo mạng che mặt gặp người. Chỉ dùng một viên đan dược, không chỉ loại bỏ vết đao, cả người thoạt nhìn trẻ không biết bao nhiêu tuổi. Cái này đã không thể gọi thần hiệu, mà là kỳ tích. Thế nào, không tin, có thể thử một chút, lời nói đồng dạng, không có hiệu quả, không lấy một xu. Tề Linh Nhi cười một tiếng. Có thể một thân một mình trưởng khống chợ đen, loại thao tác buôn bán này, đã sớm xe nhẹ đường quen, lúc này toàn bộ cục diện đối với nàng mà nói, đã hoàn toàn ở trong khống chế. Ta thử một chút. Trần Phu Nhân đi ra. Nàng đến từ thế gia đan dược, đạo lữ Trần Y Hùng chính là luyện đan sư cường đại nhất dạ Minh Thành. Nàng từ trong đám người đi ra, giả thu yến thấy rõ dung mạo, là phụ nhân đại khái chừng 50, tuy bảo dưỡng không tệ, nhưng đã cho thấy vẻ già nua, không cách nào ngăn chặn. Nhận lấy đan dược, nuốt xuống, Trần Phu Nhân nhắm mắt lại, dường như muốn cảm thụ dược lực, tìm hiểu thành phần đan dược, nhưng còn không có cảm giác được cái gì, liền nghe bốn phía vang lên tiếng nghị luận sôi trào. Vội vàng mở mắt, ngay sau đó nhìn thấy trong gương xuất hiện một phụ nhân trung niên thoạt nhìn chỉ chừng 30 tuổi. Đây là, ta, thân thể chấn động, Trần Phu Nhân không ngừng run rẩy Trong gương, chính là dung mạo của nàng hơn 20 năm trước, ăn một viên đan dược, làn da trở nên căng cứng, dung mạo khôi phục như lúc trước. Cái này, đây quả thật là dược hiệu. Chân khí trong cơ thể vận chuyển một vòng, muốn nhìn có phải chướng nhãn pháp, đợi thời gian vừa qua, lần nữa khôi phục nguyên dạng hay không? Rất nhanh nàng kiểm tra xong, thân thể là thực sự thay đổi. Hơn nữa thuốc này không chỉ để làn da nàng trở nên càng thêm nhẵn bóng, thoạt nhìn trẻ lại không ít, càng quan trọng hơn là trước đó ám thương trong cơ thể, cùng với dùng đan dược lưu lại đan độc, cũng triệt để dọn dẹp sạch sẽ, dù tu vi không có tăng thêm, thực lực lại tăng lên không ít. Cái này, không chỉ là Mỹ dung đan, đối với tu vi còn có trợ giúp lớn như vậy. Trần Phu Nhân kích động không kiềm chế được. Thân là người của đan dược thế gia, biết công hiệu của dược vật, có thể làm đẹp đã rất nghịch thiên, còn có trợ giúp tu vi. Cái này, một ngàn thần tệ, tuyệt đối kiếm lợi lớn trần phu nhân làm sao thấy bộ dáng của nàng tề linh nhi cười hỏi cái này hiệu quả thoạt nhìn không tệ có điều ta còn muốn cảm thụ một chút có tác dụng phụ hay không bình thường đan dược lợi hại tác dụng phụ đều rất mạnh nhịn xuống hưng phấn trần phu nhân giả vờ lãnh đạm nói đúng vậy mọi người gật đầu thiên địa vạn vật không có khả năng mười phân vẹn mười nếu hiệu quả trị liệu lợi hại như vậy sẽ có thiếu hụt gì để cho người ta khó mà tiếp nhận hay không Tề Linh Nhi nhíu mày. Biểu lộ vừa rồi của đối phương, rõ ràng đã xác nhận hiệu quả, làm sao không muốn thừa nhận. Trần Phu Nhân, không biết có tác dụng phụ gì không? Có người hô, cái này, ta cũng không rõ lắm, cần hảo hảo nghiên cứu. Dừng lại một chút, Trần Phu Nhân nói. Như vậy đi, bây giờ trong tay ngươi hẳn chỉ còn lại có 18 viên, 1 ngàn một viên, không bằng toàn bộ bán cho ta, trở về tìm phu quân ta cùng nhau nghiên cứu, nhìn xem tác dụng phụ đến cùng bao lớn, có thể cải tiến mà nói, không còn gì tốt hơn. Cải tiến, tề linh nhi bừng tỉnh hiểu ra, còn tưởng đối phương thật cảm thấy không đúng, náo loạn nửa ngày, là phát giác thứ này hiệu quả nghịch thiên, muốn nuốt một mình. Người muốn mua toàn bộ, cái này không được, ta cũng muốn thử một chút. Lưu phu nhân nhìn ra không đúng, có chút không vui, tiến về phía trước một bước. Ta cũng cần mua, cho ta một viên viên này ta muốn. Không nên cướp, ta ra 1.100 thần tệ. Ta ra 1.200. Có thể trở thành thần linh, không có một cái ngốc, trong nháy mắt, tất cả mọi người dùm beng. Hết thầy 18 viên, không nhanh ra tay, chờ lần sau không biết năm nào tháng nào. Trải qua tranh đoạt, rất nhanh 18 viên Mỹ dùng đàn bán hết sạch, giá bán mỗi một viên vậy mà cao tới 1.500 thần tệ. Nhìn thấy một viên đan dược nho nhỏ, vậy mà bán đi giá trên trời như vậy, lão phụ nhân lần nữa nhìn về phía tề linh nhi, lộ ra khâm phục nồng đậm. Không hổ là tiểu thư, thủ đoạn cao minh. Không nói hạn chế số lượng, không quang minh chính đại bày ra hiệu quả trị liệu, chỉ bằng vào truyền miệng, đừng nói bán không được, khả năng 500 một viên cũng không người hỏi thăm. Nhưng bây giờ, ngắn ngủi không đến một canh giờ, đã lật ra nhiều gấp ba, quan trọng là đánh danh khí ra ngoài, lại có thuốc, khẳng định cung không đủ cầu đây là đầu óc buôn bán những người khác không ai sánh nổi trước đó chợ đen không có tiếng tăm gì danh ngạch tiêu thụ có hạn chính là bởi vì tiểu thư tới mới càng ngày càng tốt không chỉ có lão phụ nhân khâm phục giả thu nhãn cũng tràn ngập tò mò vốn cho rằng chỉ là mánh lưới không nghĩ tới thật có hiệu quả trị liệu như vậy tề linh nhi từ nơi nào lấy được linh đan rượu dược lợi hại như vậy nàng ở hoàng thành cầu không biết bao nhiêu người cũng không trị được đối phương lại có thể tìm ra tận mắt nhìn thấy cũng có chút khó tin. đi thăm dò lai lịch thuốc này của nàng loại dược vật có hiệu quả này tề mãnh thần vương cũng chưa chắc có thể luyện chế ra. giả thu nhận quay đầu phân phó nói vâng lão giả gật đầu lên tiếng biến mất khỏi hiện trường. có thể trở thành đặc sứ biết tin tức lớn nhỏ của một thành tự nhiên có con đường của mình phủ thành chủ một trung niên mặc khôi giáp đang nhìn cái hộp trong tay lông mày nhíu chặt thành chủ ngô phương thanh cha của ngô tiêu tiêu mà trước đó trương huyền gặp qua kia thật có công hiệu lớn như ngươi nói ngô phương thanh ngẩng đầu nhìn về phía trung niên trước mắt vâng ti trước tận mắt nhìn thấy trung niên ôm quyền tuy thuốc này cuối cùng xào thành giá trên trời hơn nữa số lượng có hạn nhưng phủ thành chủ thân là tồn tại cường đại nhất của dạ minh thành muốn có được một viên vẫn hết sức dễ dàng. Để tiêu tiêu tới, dường như Ngô Phương Thanh vẫn không quá tin tưởng, phân phó nói. Cha, người tìm ta. Thời gian không dài, một tiêu tiêu đi vào trước mặt. Ta đang tu luyện, không có trộm đi chơi. Không phải nói chuyện người tu luyện, dùng viên đan dược này đi. Ngô Phương Thanh nói. Đan dược. Ngô tiêu tiêu không biết cha tìm nàng đến gấp gáp như vậy, chỉ là vì để nàng dùng một viên thần nguyên đan phổ thông dừng lại một chút vẫn nhận lấy nuốt xuống vừa nuốt xong chỉ thấy trên mặt không hề bận tâm của cha lộ ra vẻ kinh ngạc nồng đậm dường như trong mắt tràn đầy khó tin cha làm sao vậy cha thân là thành chủ từ trước tới nay nói năng thận trọng đột nhiên lộ ra bộ dáng này một tiêu tiêu có chút khẩn trương sợ đã làm sai điều gì tiểu thư chính ngươi nhìn ngô phương thanh không có đáp trung niên vừa rồi đi tới trước mặt, đưa qua một chiếc gương. Ngô tiêu tiêu nghi ngờ liếc mắt nhìn, thân thể mềm mại chấn động, tràn đầy khó tin. Đây là ta. Trong gương, trên da còn có chút tàn nhang và tỉ vết, đã biến mất không thấy gì nữa, tuy dung mạo không có biến hóa quá lớn, nhưng thoạt nhìn lại mỹ lệ hơn gấp bội. Tựa như phẫu thuật, không chỉ dung nhan, khí chất tựa hồ cũng có biến hóa cực lớn. Dùng một viên đan dược, biến hóa lớn như vậy. Cha, vừa rồi ngươi cho ta nàng nhịn không được hỏi không có gì ngô phương thanh đứng dậy chắp tay sau lưng đi qua đi lại lần nữa nhìn tới lúc trước ngươi quen biết người tên là trương huyền nói cho ta nghe kỹ một chút trương huyền ngô tiêu tiêu nghi ngờ liếc mắt nhìn nhưng vẫn gật đầu nói rõ chi tiết một lần ta đã biết đi xuống đi đợi nàng nói xong ngô phương thanh khoát tay áo chuyện chợ đen thân là thành chủ hắn tự nhiên biết rõ thậm chí còn có người của hắn mai phục trong đó bởi vậy trương huyền bán ra mỹ dung đan hắn tự nhiên biết một chút tin tức lại thêm trước đó mua sắm danh ngạch mỗi lần đều chính xác thân là thành chủ không chú ý cũng khó khăn thành chủ giá trị loại đan dược này không thể đánh giá thấy tiểu thư đi ra mắt trung niên sáng lên người khác không biết giá trị của loại đan dược này nhưng hắn liếc mắt nhìn liền hiểu được tiền đồ vô lượng Ngô Phương Thanh gật đầu. Nếu như có thể lấy cho mình dùng, Dạ Minh Thành sẽ có phát triển to lớn, ta cũng có khả năng đột phá cấp bậc cao hơn. Bất quá vừa rồi ngươi cũng nghe được, Trương Huyền hẳn có một lão sư cực kỳ cường đại, hơn nữa có thể là danh sư. Đan dược này, hay là hắn luyện chế? Để con gái tới, thứ nhất thí nghiệm thuốc, thứ hai chính là hỏi thăm lai lịch của Trương Huyền. Tên này cứu con gái mình, bắt sống sơn tặc nhất phân trần, thân là thành chủ, nếu như không tra được, thì cũng không cần lăn lộn mặc phân chẳng qua là thần linh trung phẩm nhãn lực không đủ nhìn không ra đối phương sâu cạn có lẽ dương huyền chưa hẳn bao nhiêu lợi hại không bằng để thủ hạ đi dò xét một chút trung niên hít mắt cẩn thận một chút mặt khác thảo luận với hắn có nguyện ý bán ra đan phương hay không không nguyện ý thì nghĩ những biện pháp khác đương nhiên không nên để cho hắn biết ta là người mua ngô phương thanh dặn dò vâng trung niên gật đầu Lắc người biến mất tại nguyên chỗ. Thành chủ, xác định quy củ, bao trùm ở trên quy củ, tự nhiên không phải người hiền lành. Loại đan dược lợi hại này, cho dù là hắn cũng nhịn không được động tâm. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có thể dựa theo quy củ đi làm, không làm được, vậy chỉ có thể dùng những phương pháp khác. Có thể khơi thông chứng ngại trong cơ thể, còn có thể làm đẹp. Đoán ra danh ngạch một tia không sai, thần linh hạ phẩm, lại có thể bắt sống nhất phân trần. Chương Huyền này không có đơn giản như vậy. Chắp hai tay sau lưng, Ngô Phương Thanh mỉm cười, nắm đấm siết chặt. Có điều, không đơn giản lại như thế nào? Ở Dạ Minh thành ta, là rồng cũng phải cuộn lại. Người nào tới cũng không được, cho dù là danh sư. Hết chương 3773. Chương 3774. Cao thủ Tôn Cường 1. Đến Dạ Minh thành đừng gọi chủ nhân, rất dễ dàng bị người nhìn thấu thân phận, phải gọi thiếu gia đứng ở trên lưng thần thú phi hành, Trương Huyền bàn giao. Ngươi là lân giáp thú, không có dòng họ, liền theo họ Trương của ta đi, gọi Trương Giáp. Vâng, Trương Giáp gật đầu. Còn có, ta làm người khiêm tốn, đến nội thành phải làm việc khiêm tốn, không nên gây chuyện. Yên tâm đi thiếu gia, ta cũng rất khiêm tốn. Vẻ mặt Trương Giáp kiên định. Thân là thần thú cường đại nhất trong phạm vi dạ minh thành, lại chỉ canh giữ ở địa bàn của mình chưa từng rời khỏi đủ để chứng minh tính tình cái này tốt đúng trước đó mai phục ngươi là ai trương huyền hỏi lần đầu tiên gặp được tên này là hai gia hỏa tu vi không kém đang tiến hành đánh lén hẳn là người của phủ thành chủ ngô phương thanh đã sớm muốn thu phục ta trở thành thú sủng của hắn chẳng qua một mực không thành công mà thôi trương giáp lắc đầu trương huyền cau mày nếu thành chủ muốn thuần phục ngươi không nên quang minh chính đại ra tay tuân thủ quy tắc ư. Vì sao còn muốn đánh lén? Thần thú cường đại như thế, có thể thuần phục, đối với danh vọng của thành chủ cũng có tăng lên rất lớn, đối phương ham muốn là rất bình thường, chỉ là để cho người ta mai phục đánh lén, không khỏi quá mất thân phận đi. Dù sao nội thành đều dựa theo quy tắc của hắn làm việc, đường đường đứng đầu một thành, dẫn đầu không tuân thủ, chẳng lẽ không sợ người chỉ trích. Mất thân phận, ra vẻ đạo mạo mà thôi. Trương giáp cười nhạo đánh lén xem như tốt, còn đã từng nhiều lần hạ độc ta, nếu không phải ta phòng ngự mạnh mẽ, đồng thời năng lực giải độc rất mạnh, khẳng định đã sớm chết. Hạ độc, Trương Huyền sửng sốt, nếu là thật, bản thân gặp được thành chủ kia chỉ sợ phải cẩn thận. Còn tưởng thật sẽ tuân thủ quy củ, làm việc có lý có cứ, hiện tại xem ra, quy củ là cường giả lưu lại, loại người này có thể tùy ý dẫm lên. Cũng đúng, người lập ra quy củ, chưa hề nghĩ tới thứ này sẽ hữu dụng với hắn bởi vì hắn đã bao trùm ở trên quy củ đây là thực tế một người một thú trò chuyện ngồi thần thú phi hành cấp tốc bay về phía dạ minh thành cùng lúc đó tiểu viện trương huyền cư trú một tấm bái thiếp được đưa vào ưng phí nhìn tên phía trên vẻ mặt tôn cường nghi hoặc thiếu gia không ở nhà những người khác tu luyện tự nhiên chỉ có hắn bận biểu tứ phía căn cứ đối phương trình bày là thương nhân từ ngoại thành tới có chuyện chuyên tới bái kiến thiếu gia hạ nhân đưa bái thiếp nói tuy vội vàng ở lại nhưng tôn cường cũng chiều một chút hạ nhân làm sự tình cung cấp đồ ăn cho mọi người cũng không thể đói bụng đi tu luyện nha để hắn đi vào tôn cường gật đầu rất nhanh một trung niên đi vào chính là vị trước đó ở trong phủ thành chủ kia tôn quản ra trước khi đến đã hỏi thăm rõ ràng ưng phí nở nụ cười không biết ưng tiên sinh tới có chuyện gì chủ khách ngồi xuống tôn cường nghi ngờ nhìn qua là như vậy hiện tại nội thành thịnh hành mỹ dung đan là trương huyền thiếu gia luyện chế a ưng phí đi thẳng vào vấn đề nói mỹ dung đan tôn cường choáng váng thiếu gia lại làm cái gì làm sao ta một chút cũng chưa từng nghe qua không cần ngụy trang thấy tên mập mạp trước mắt này tu vi không cao bản lĩnh ngụy trang lại không tệ ưng phí nhíu mày nói nếu ta dám đến khẳng định đã điều tra rõ ràng cái này Tôn Cường không nói nữa, mà nhìn qua. Vậy mục đích của ngươi là gì? Thủ đoạn của thiếu gia quá nhiều, hơn nữa bình thường đều là muốn làm cái gì thì làm cái đó, chưa từng trước thời hạn báo tin, tình huống hiện tại cũng chỉ có thể nhìn ý tưởng của đối phương, tùy cơ ứng biến. Tôn quản gia người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, nếu hỏi như vậy, ta cũng không che giấu, mục đích của ta rất đơn giản, hy vọng các ngươi có thể bán cho ta phương pháp luyện chế đan dược, giá tiền dễ thương lượng ưng phí nói đan phương người muốn mua đan phương tôn cường cau mày không sai ưng ừ phí nói tôn cường lắc đầu xấu hổ đan phương là thiếu gia của ta bỏ bao công sức nghiên cứu ra được không có khả năng bán người đâu tiễn khách mặc dù không biết đối phương nói cái gì nhưng thiếu gia làm ra đan phương khẳng định không thể bán ta cảm thấy tôn quản gia vẫn là suy tính một chút đừng gấp gáp như vậy tuy dạ minh thành tuân thủ quy củ nhưng các người vừa đến nơi đây đã đắc tội nhất phân trần cho dù xảy ra chuyện gì chắc hẳn cũng chỉ làm cho người càng thêm thống hận sơn tặc khóe miệng nâng lên ưng phí cong ngón tay búng một cái một đạo xương mù thẳng tắp bay đi thành chủ có bàn giao đối phương bán thì thôi không bán không để tâm dùng sức mạnh dù sao đối phương bắt được nhất phân trần hoàn toàn có thể mượn tên tuổi sơn tặc có đôi khi không phải diệt cướp không góp sức mà là bọn họ còn cần sống sót mới có thể để cho người khác sử dụng. Người đang uy hiếp ta. Trong mắt hơi híp, Tôn Cường đứng dậy, tiến về phía trước một bước, mang theo khí thế kinh người. Ta đi theo thiếu gia tung hoành thiên hạ, cùng nhau đi tới, mưa gió gặp qua không biết bao nhiêu, người cảm thấy ta sẽ sợ uy hiếp. Có sợ hãi hay không, người lập tức sẽ biết. Ưng phí mỉm cười, tính toán thời gian khí độc tỏa ra hiệu quả, lúc này mới đứng dậy, chắp hai tay sau lưng. Ngươi có phải cảm thấy hiện tại ngực không thoải mái hay không? Đùng, lời còn chưa dứt, trên mặt đau đớn, một bà tai vang lên. Không thoải mái, ngươi mới không thoải mái, cả nhà ngươi đều không thoải mái. Tôn Cường nhướng mày, mang theo lửa giận. Bớt ở chỗ này giả vờ giả vịt. Thời điểm lão tử trang bức, người còn không biết ở nơi nào chơi bùn đâu. Nơi này không chào đón, cút. Ngươi, còn tưởng đối phương đã trúng độc, không nghĩ tới sẽ ra tay. Không kịp phản ứng bị rút bà tai, ưng phí tức đến thân thể run rẩy, đang muốn đập chết đối phương, nhưng cố nín lại, lần nữa cong ngón tay búng một cái. Lại một đạo khí độc bay ra. Đùng, khí độc vừa chui vào người đối phương, trên mặt lần nữa đau rát, Tôn Cường nổi giận đùng đùng, hít mắt lại. Thế nào, lời nói của ta không có tác dụng? Ngươi, làm sao không có việc gì? Trong lòng ưng phí ngạc nhiên, lần thứ nhất dùng độc nói thất thủ có thể thông cảm được, lần thứ hai, tận mắt thấy thuốc bột bị đối phương hút vào cổ học, nhưng vẫn trung khí mười phần, hình dáng không thay đổi. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Độc này, không đối phó được lân giáp thú, nhưng thần linh thượng phẩm bình thường là không chịu nổi. Đối phương ngay cả thần linh cũng không phải, liên tục hai đạo, vẻ mặt bất biến. Chẳng lẽ thực lực cũng không phải như vậy, mà là ngụy trang? Ta không tin. Răng cắn chặt, lần nữa bắn ra trên người ẩn tàng mấy loại độc phấn toàn bộ phun tới đồng loạt rơi vào trên người đối phương đùng tôn cường lại đánh tới đột nhiên giận dữ không muốn chết liền cút ra ngoài nếu không đừng trách ta không khách khí cho ngươi mặt mũi không cần đúng không từng tầng từng tầng bột phấn vung tới ta mẹ nó cũng không phải thịt nướng vung cái đồ chơi này làm gì mặc dù ba tát không quá nặng nhưng tương đương bị làm nhục mặt mũi ưng phí tức thiếu chút nữa nổ tung, nếu không phải kiêng kỵ đối phương có phải ẩn giấu thực lực hay không, khẳng định đã sớm động thủ. Tự tìm cái chết, ra mặt co rúm, ưng phí vừa định đánh tới, lỗ tai đột nhiên động một cái, giống như nghe được một loại truyền âm nào đó. Hô, cũng không dừng lại, thân thể vụt qua, bay lượn ra ngoài. Đi tới cửa, ngay sau đó nhìn thấy hai bóng người xuất hiện ở phía trước. Chính là hai người trước đó mai phục lân giáp thú chuyện gì lông mày nhíu một cái bẩm báo đại nhân chúng ta bắt lân giáp thú bị người quấy nhiễu thất bại một người xấu hổ nói thất bại ưng phí sửng sốt là trương huyền đột nhiên xuất hiện cứu đối phương hơn nữa hình như đã thuần phục hắn bóng người nói trương huyền thuần phục lân giáp thú ưng phí tràn đầy khó tin người khác không biết lân giáp thú cao ngạo bao nhiêu nhưng hắn biết rất rõ ràng thành chủ thân là thiên thần hạ phẩm tiêu phí vô số đại giới đi bao nhiêu lần cũng không thành công đối phương một thần linh hạ phẩm không chỉ cứu đối phương còn thuần phục chính xác trăm phần trăm ta nghi ngờ đối phương che giấu thực lực người đến gật đầu thân thể ưng phí lay động trước đó trương huyền thần linh hạ phẩm có thể nhẹ nhõm bắt nhất phân trần tu vi thần linh thượng phẩm liền cảm thấy kỳ lạ hiện tại còn thuần phục thần thú có thể cũng che giấu thực lực hay không giống như quản gia tôn cường kia tuy không có chân chính tiếp xúc qua trương huyền nhưng quản gia tôn cường kia vừa rồi là đã kiến thức không có thực lực làm sao có thể tự tin như vậy ngay cả cường giả như mình cũng dám tát bạt tai không lưu tình chút nào không có thực lực chúng nhiều độc như vậy vì sao một chút hiệu quả cũng không có thật ngay cả thần linh cũng chưa tới tùy ý chúng chút cũng không biết chết bao nhiêu lần huống chi lời nói của đối phương theo thiếu gia tung hoành thiên hạ, cửu thiên này, không phải dễ dàng tung hoành như vậy. May mắn vừa rồi không ra tay. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, con mắt ưng phí xoay chuyển. May mắn bị quất mấy tát, mình còn nhịn xuống, không trở mặt với tôn cường, nếu không ép đối phương thi triển thực lực, khẳng định sớm đã chết ở tại chỗ. Rõ ràng điểm ấy, lặng lẽ quay đầu nhìn lại tiểu viện, đại môn còn không có khép lại, vừa vặn thấy được mập mạp đứng ở trong viện chắp hai tay sau lưng đầu lâu đối phương khẽ nghiêng, nhìn về phía không trung, cho người ta cảm giác như núi cao vực sâu, hình như thiên đại sự tình, cũng không thể để hắn cao mày. Bề ngoài không đến cảnh giới thần linh, trên thực tế sâu không lường được. Ưng phí giật mình, liên tục tát thần linh thượng phẩm mấy tát, một chút cũng không sợ hãi, chúng nhiều độc như vậy, cũng không có việc gì, khí sắc không thay đổi. Người nào nói với hắn chỉ là người bình thường, đánh chết cũng không tin. Ngụy thần có thể có loại phong thái này. Ngụy thần có thể hấp thu kịch độc thần linh thượng phẩm cũng không chống lại được, lông tóc không thương. Khẳng định là cao thủ sâu không lường được. Nếu không không có tâm thái trầm ổn như vậy. Đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Thấy biểu lộ của hắn, người đối diện vội vàng hỏi. Lại chờ một chút, có lẽ có thể đợi Trương Huyền đi vào. Ưng ừ phí dừng lại một chút, nói. Mặc dù đã đoán ra, đối phương có thể là cao nhân, nhưng vẫn không yên lòng, muốn dò xét một chút, đến cùng xảy ra chuyện gì. Hết chương 3774. Chương 3775, Cao thủ Tôn Cường 2. Tìm địa phương giấu kỹ, không đợi bao lâu, một bóng đen đồng dạng đi tới cổng. Đưa lên bái thiếp, một lát sau, đại môn mở ra. Nhìn hình dáng bóng người, là nữ tử dáng vẻ thướt tha, thân thể vụt qua, ưng phí đi vào trên đại thụ cao vút, dùng cành lá che đậy thân hình, lặng lẽ nhìn nội viện là người cầm lái chợ đen tề linh nhi nhìn rõ ràng tình cảnh trong viện nhận ra thân phận người đến chính là tề linh nhi nữ nhân này không phải mới vừa ở cửa hàng bán đan dược ư làm sao lại tới trong lòng nghi hoặc tập trung lực chú ý nhìn lại tề linh nhi gặp qua tôn quản gia hắc bào nữ tử lễ phép cung kính không dám chậm trễ chút nào ừm không biết tới có chuyện gì tôn cường nghi ngờ nhìn qua mới vừa đi một gia hỏa ngu ngốc, bây giờ lại xuất hiện một cái, thiếu ra đây là chiêu chọc đến cái gì. Nghĩ dung đan là trương huyền thiếu ra hợp tác với ta bán ra, trước đó thảo luận qua giá cả, lợi nhuận chia một nửa, trải qua chúng ta cẩn thận thảo luận, quyết định cho trương thiếu ra chín thành lợi nhuận, hơn nữa chi phí chúng ta toàn quyền phụ trách. Tề Linh Nhi mỉm cười, đưa tới một cái thẻ cùng một chữ vật giới chỉ. Đây là lợi nhuận lần này, hết thảy 28.000 thần tệ, chín thành là 25.200, tất cả ở trong thẻ, còn có thiếu gia cần dược vật, cũng được đưa tới. Không biết thiếu gia có đó không? Ta tiện thể thăm hỏi một chút. Thiếu gia không ở đây. Tôn Cường lắc đầu. Đã như vậy, ta không dám quấy dày. Không nói thêm lời, tề linh nhi không người, lui về phía sau ra ngoài. Phân chín thành, là chín thành trước lãi. Nhìn một màn này ở trong mắt, giang ưng phí run lên. Tề Linh Nhi hắn đã sớm biết, làm ăn cực kỳ nhanh trí, hơn nữa thân là người hoàng thành tề ra, không sợ bất kỳ thế lực nào, thậm chí người của phủ thành chủ cũng không để vào mắt. Nếu không không có khả năng trắng trợn mở chợ đen, giao dịch một ít đồ vật vi phạm lệnh cấm. Nhân vật hung hăng như vậy, đi tới nơi này, vậy mà ngoan ngoãn giống như hài đồng, cam tâm tình nguyện phân ra chín thành lợi nhuận, chi phí bản thân gánh chịu. Quả thực đáng sợ, xem ra tề linh nhi khẳng định biết thân phận chân thật của hắn hoặc là thực lực chân thật nếu không không thể có loại thái độ này ưng phí giật mình lần nữa vui mừng trước đó không có ra tay nếu không đoán chừng đã sớm biến thành một cỗ thi thể nhất định phải nhanh trình báo tin tức này cho thành chủ ưng phí không trần chờ vội vã lao về phủ thành chủ người nói trương huyền vì tiện thuần phục lân giáp thú tề linh nhi khúm núm cam nguyện cấp ra chín thành lợi nhuận đan dược. Ngô Phương Thanh tràn đầy khó tin. Trước đó còn nghĩ là rồng cũng phải cuộn lại. Bây giờ có thể để tề linh nhi như thế, con rồng này chỉ sợ không đơn giản như vậy. Tận mắt nhìn thấy, chính xác trăm phần trăm. Ưng phí gật đầu. Lân giáp thú phòng ngự vô song, dù tu vi chỉ là thần linh thượng phẩm đỉnh phong, nhưng sức chiến đấu chân chính so với ta cũng không kém quá nhiều. Ta cho tất cả điều kiện có thể ra được cũng không đáp ứng, vậy mà nhẹ nhõm thần phục một thanh niên hơn nữa thái độ của tề linh nhi ngô phương thanh lông mày nhảy loạn cho rằng chỉ là thanh niên bình thường thiên phú không kém không nghĩ tới mạnh mẽ như vậy cẩn thận điều tra cho ta sau khi tề linh nhi và trương huyền gặp mặt nàng đi nơi nào chuyện gì xảy ra ngô phương thanh nhịn không được phân phó vâng ưng phí xoay người rời khỏi thời gian không dài lần nữa trở về bẩm báo thành chủ sau khi Tề Linh Nhi và Trương Huyền gặp mặt qua, thì đi u hồn điện u hồn trì. Kiểm tra huyết mạch, Ngô Phương Thanh cao mày. U hồn trì là huyết trì, chỗ dùng lớn nhất là kiểm tra lực lượng huyết mạch, sau khi Tề Linh Nhi và Trương Huyền tách ra, đi nơi này, tiếp đó thái độ biến đổi lớn. Khẳng định phát hiện bí mật không muốn người biết. Ưng phí gật đầu. Hẳn vậy, chỉ là thuộc hạ quyền hạn quá thấp, không cách nào dò xét. Không sao, ta tự mình đi qua nhìn một chút ngô phương thanh vội vã đi về phía u hồn điện thời gian không dài đi vào trước mặt bàn tay vung lên một linh thạch ghi chép hình ảnh xuất hiện ở trong lòng bàn tay thần lực tràn vào trong đó cảnh tượng trước đó tề linh nhi xuất hiện hiện lên ô giang thiên thần hạ bái niết hỏa thần vương hạ bái đây là thần vương phong hào nam cung bình vậy mà cũng hạ bái ngô phương thanh không ngừng run rẩy răng cắn đầu lưới cũng không có cảm giác được đau đớn huyết trì kiểm tra lực lượng huyết mạch là chuẩn xác nhất, nói như vậy. Chẳng phải Trương Huyền này nắm giữ huyết mạch đế quân. Toàn bộ thiên hạ, hết thảy chỉ 10 vị đế quân, còn có một vị mới vừa xuất hiện. Trương Huyền này, vậy mà có loại huyết mạch kia, thân phận cao không dám tưởng tượng. Sẽ không phải là nhi tử một vị đế quân nào đó, ẩn nấp thân phận thí luyện chứ. Nhanh đi chuẩn bị lễ vật, ta muốn bái kiến Trương Huyền thiếu gia. Đi ra u hồn trì, không dám tiếp tục phí lời ngô phương thanh vội vàng dặn dò không vội tiêu tiêu đắc tội qua trương huyền thiếu ra cùng một chỗ mang tới để nàng quỳ gối ngoài cửa chờ xử lý vâng ưng phí xoay người đi tới phủ thành chủ thành chủ muốn thuần phục ngươi khẳng định tiếp xúc ngươi không ít thực lực cụ thể của hắn như thế nào làm người như thế nào thấy kiến trúc rộng lớn của dạ minh thành đã xuất hiện ở trong tầm mắt trương huyền hỏi nếu ở chỗ này Tự nhiên phải có chuẩn bị, nếu không xảy ra sự tình cũng không có người có thể cứu được bản thân. Thực lực của hắn là thiên thần hạ phẩm đỉnh phong, cực kỳ cường đại, ta không đột phá, miễn cưỡng có thể ngăn cản công kích, muốn phản kích không làm được. Sở dĩ có thể kiên trì thời gian dài như vậy, là bởi vì hắn không muốn giết ta, nếu không khả năng đã sớm chết. Trầm tư một chút, Trương Giáp nói, tuy phòng ngự của nó mạnh mẽ vô song, nhưng dù sao chỉ là thần linh thượng phẩm đỉnh phong, tranh lệch một đại cấp bậc, đối phương thật muốn hạ sát thủ, là tuyệt đối không kiên trì được lâu như vậy. Hiện tại thế nào? Ta đột phá đến thiên thần, có thể tùy tiện đánh bại hắn, chẳng qua hắn thân là thành chủ, có một kiện thiên thần khí hạ phẩm, sử dụng binh khí mà nói, ta muốn vượt qua, liền không dễ dàng như vậy. Nhưng hắn muốn thắng ta, cũng không đơn giản, tổng thể tới nói, số lượng 5 năm. Trương Giáp nói, vũ khí chia làm thần khí, thiên thần khí, phương khí, cùng với đế binh cường đại nhất. Mỗi một loại vũ khí đều chia làm hạ, trung, thường, cùng với tuyệt phẩm. Dù Ngô Phương Thanh sử dụng chỉ là thiên thần khí hạ phẩm, nhưng dù sao cũng đã đạt đến cấp bậc thiên thần, không phải thần linh thượng phẩm có thể chống lại. Cho dù nó may mắn đột phá, đối mặt loại đồ vật cấp bậc này, vẫn cảm thấy có loại áp lực nồng đậm. Trương Huyền gật đầu. Sở dĩ nhân tộc mạnh mẽ, cũng bởi vì có thể sử dụng vũ khí, thánh thú năng lực đơn thể là mạnh, nhưng ở phương diện dùng binh khí liền không nhất định. Ngô thành chủ này tính cách lạnh lùng, làm người kiêu căng khó thuần, thêm vào chúa tể một phương, thời gian lâu dài, khó tránh khỏi sinh tâm trưởng khống, nếu như biết thiếu gia thuần phục ta, đánh gãy bố cục của hắn, sợ rằng sẽ đến tìm phiền phức. Dừng lại một chút, trương giáp lộ ra vẻ lo lắng. Ở chung rất lâu, biết bản tính của vị thành chủ kia, điển hình thuận ta thì sống nghịch ta thì chết, thiếu gia đoạt ăn trước miệng hổ, khẳng định sẽ dẫn tới không vui tìm phiền toái. Theo ta được biết, dung lượng của hắn cũng không lớn, hai năm trước, một người từ ngoài đến, không biết thân phận, động tay động chân với con gái hắn, tại chỗ liền bị chém đứt cánh tay, nhốt vào ngục giam, đến bây giờ còn không có đi ra, vô cùng có khả năng đã chết ở trong lao. Trương Giáp lắc đầu, sợ nhất chính là loại tiểu nhân này. Ta sẽ cẩn thận. Trương Huyền gật đầu, mặc kệ bụng dạ đối phương như thế nào, một khi đám người triệu nhã đột phá thần linh, liền rời đi nơi này đi tìm hiểu lạc nhược hy tìm kiếm khổng sư vô cùng có khả năng tiếp xúc không nhiều lại trò chuyện vài câu trương huyền mỉm cười đến ta ở chỗ này nghe nói như thế trương giáp từ trên lưng thú nhìn xuống quả nhiên thấy một tiểu viện xuất hiện ở trong tầm mắt làm sao quỳ hai người trương huyền cau mày trương giáp theo ánh mắt của hắn nhìn lại sau đó nhìn thấy một thiếu nữ cùng một trung niên quỳ gối ở trước cổng trước mặt bọn họ là một tên mập chắp hai tay sau lưng trên mặt mang vẻ lạnh lùng bên cạnh thì đồng dạng đứng một trung niên vẻ mặt cung kính và khiêm tốn xem ra sợ là đắc tội đối phương tôn nghiêm của thiếu gia chúng ta cũng là các ngươi có thể xúc phạm trước quỳ tới hừng sáng lại nói mập mạp hừ lạnh một tiếng mang theo ngạo khí để cho người ta sợ hãi thán phục tôn cường làm cái quỷ gì thấy mập mạp này lại làm loạn trương huyền bất đắc dĩ lắc đầu đang muốn để thần thú bay xuống, nhưng nhìn thấy Trương Giáp ở sau lưng không ngừng run rẩy, giống như muốn điên rồi. Làm sao vậy? Thấy thần thú không sợ trời không sợ đất kia như vậy, Trương Huyền nghi hoặc. Âm thanh của Trương Giáp phát run. Quỳ trên mặt đất chính là cao thủ và con gái thành chủ vẫn muốn thuần phục ta, đang nói xin lỗi chính là Ngô Phương Thanh. Vừa nói vị thành chủ này có thể sẽ tìm phiền toái, làm người kiêu căng khó thuần, độ lượng không lớn làm sao một cái trước mắt, con gái và thuộc hạ liền quỳ ở trên mặt đất, bản thân cũng không ngừng nói xin lỗi. Ai có thể nói cho ta biết, đến cùng xảy ra chuyện gì không? Trương Giáp triệt để bối rối. Hết chương 3775. Chương 3776, đột phá, thần linh thượng phẩm. Không để ý tới lần giáp thú run rẩy, Trương Huyền nhìn kỹ lại, quả nhiên nhận ra nữ hài quỳ trên mặt đất là Ngô Tiêu Tiêu. Cô bé này, tựa hồ tẩy cân phạt tủy, thoát thai hoán cốt, dung mạo so với trước đó đẹp hơn không biết bao nhiêu lần, khí chất cũng có biến hóa, cho nên mới nhìn không kịp phản ứng. Nàng dùng đan dược của ta, Trương Huyền giật mình, xuất hiện loại biến hóa này, chính là đan dược ẩn chứa thiên đạo chi khí. Dặn dò một tiếng, thần thú bay xuống, rơi vào trong viện. Tôn Cường đi tới trước mặt. Chuyện gì xảy ra? Trương Huyền nói. Hồi bẩm thiếu ra, vị này tự xưng là giả minh thành thành chủ, chuyên tới để nhận tội. Tôn Cường nói rõ chi tiết một lần. Lúc này Trương Huyền mới nhìn về phía thành chủ Ngô Phương Thanh. Là trung niên khoảng 40 tuổi, đôi mắt giống biển cả thâm thúy, tản mát ra lực lượng cường đại. Giống như lân giáp thú nói, thâm bất khả chắc. Ngô thành chủ khách khí, hiểu lầm mà thôi. Trương Huyền mỉm cười. Hắn quan sát đối phương, đồng thời Ngô Phương Thanh cũng nhìn về phía hắn, Nhìn một hồi, trong lòng nhịn không được lắc đầu. Người trước mặt này, thật là thần linh hạ phẩm đỉnh phong, không có chút đặc thù nào, nhìn phổ thông không thể lại phổ thông, nếu không biết trước có được huyết mạch đế quân mà nói, căn bản nghĩ không ra có thân phận để người kinh hãi. Tuy nói là hiểu lầm, nhưng cũng không dung tha thứ, đây là một chút tâm ý của phủ thành chủ ta, mong Trương thiếu ra không nên chối từ. Ngô Phương Thành đưa tới một chữ vật giới chỉ không nghĩ ra vì sao vị thành chủ này có thái độ như vậy trương huyền sửng sốt một chút cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu đối phương hảo tâm không thể cự tuyệt ở ngoài cửa lại nói còn ở dạ minh thành không thể trở mặt được thấy hắn đáp ứng tôn cường vội vàng tiến lên nhận lấy chiếc nhẫn mời tới bên này bảo hai người quỳ ngoài cửa đứng dậy đi vào phòng phân chủ khách ngồi xuống trương huyền mang theo nghi ngờ nhìn lại tại hạ chỉ là thần linh hạ phẩm phổ thông vừa tới dạ minh thành, không biết vì sao thành chủ khách khí như thế. Đây là sự tình hắn không rõ ràng. Tiến vào dạ minh thành, bất quá một ngày mà thôi, hắn cũng một mực điệu thấp, làm sao đường đường thành chủ không những tự mình tới, còn tặng lễ lớn như thế. Sự tình của trương thiếu gia, ta nghe tiểu nữ nói, cứu được tính mạng của nàng, vô luận khách khí như thế nào, cũng là việc nên làm. Ngô Phương Thanh vội nói, huyết mạch đối phương tinh thuần như thế, nhưng không có bất cứ tin tức gì truyền tới nói rõ là cải trang vi hành một khi vạch trần làm không cẩn thận sẽ gặp phải phiền toái to lớn còn không bằng giả bộ hồ đồ lại hỏi thăm vài câu thấy đối phương nghĩ một đằng nói một nẻo trương huyền không hỏi thêm nữa chỉ chốc lát đối phương rời đi mở ra chữ vật giới chỉ nhìn thoáng qua trương huyền nhịn không được sợ hãi thán phục vậy mà tặng một vạn thần tệ tiền mặt còn có một thanh trường kiếm thần khí thượng phẩm cùng vô số dược liệu chỉ là ân cứu mạng, tuyệt không có khả năng nhiều như vậy. Bất quá đối phương cố ý kết giao, Trương Huyền lười quản nhiều như vậy, bảo Tôn Cường lấy đồ vật tề linh nhi đưa tới, dựa theo phương pháp đặc thù, đặt ma dương thú huyết và thanh thú cổ thảo chung một chỗ. Trở lại gian phòng của mình, bố trí tốt phong ấn, Trương Huyền thả vu hồn ra, không ngừng hấp thu hai loại lực lượng đặc thù trong bảo vật. Đã tìm được thú huyết, đương nhiên phải nhanh chóng tấn cấp hồn lực và tinh thần, vô luận là ở đâu thực lực đều là trọng yếu nhất, có thực lực tuyệt đối, cái khác không tính là gì. Xì xì xì, linh khí trong hai bảo vật tràn vào vu hồn, để tinh thần lực của hắn gia tăng nhanh chóng, phối hợp thêm xuân thu đại điển, tốc độ tiến bộ nhanh chóng. Không biết qua bao lâu, thanh âm giòn vang xuất hiện, tốc độ linh hồn hấp thu linh khí ngừng lại, không chung lơ lửng thanh thú cổ thảo và ma dương thú huyết nhẹ nhàng nhoáng một cái, đồng thời thiêu đốt thành cho tàn. Đáng tiếc, Trương Huyền lắc đầu, Hồn phách trở lại thân thể, thở dài. Vốn nghĩ hai loại bảo vật liên hợp có thể để cho linh hồn thuận lợi đột phá đến thiên thần cảnh, có được thực lực thiên thần, giờ phút này xem ra vẫn là nghĩ quá đơn giản. Vu hồn một đường đi tới, trải qua Lôi Đình, Thiên Hỏa. Sớm đã dị thường cứng cỏi, viễn siêu thường nhân, đột phá tự nhiên càng thêm khó khăn. Dù ma dương thú huyết và thanh thú cổ thảo lợi hại, cũng chỉ để tiến bộ đến thần linh thượng phẩm đỉnh phong khoảng cách thiên thần cảnh còn có một đoạn. Bất quá thân thể, linh hồn đều tiến bộ, chân khí cũng có thể đột phá, không còn bị ước thúc. Vững chắc tinh thần một lúc, Trương Huyền lấy ra thần nguyên đan nuốt xuống, chân khí trong cơ thể dựa theo lộ tuyến đặc thù vận chuyển, rất nhanh liền đột phá thần linh hạ phẩm. Lúc này thần nguyên đan sung túc, cũng không sợ lãng phí, không ngừng nuốt, tu vi liên tục tăng lên. Âm âm, ngoại giới, bất quá vài giây đồng hồ, khi tất cả người trương huyền liền có biến hóa nghiêng trời lệch đất tu vi từ thần linh hạ phẩm đỉnh phong đạt đến thần linh thượng phẩm sơ kỳ nếu không phải thần nguyên đan hạ phẩm ẩn chứa linh khí với hắn mà nói tác dụng không lớn khẳng định có thể nhất cổ tác khí sung kích đến đỉnh phong dù vậy cũng tiến bộ cực lớn rồi phối hợp thêm thân thể và linh hồn thần linh thượng phẩm đỉnh phong thiên thần hạ phẩm phổ thông cũng có thể chiến một trận trương giáp có thể thắng hay không cũng chưa biết chừng Đi tới Dạ Minh Thành không quá một ngày, thực lực chân chính đã đạt đến Dạ Minh Thành đỉnh phong. Nhìn xem có thể sáng chế kiếm pháp thích hợp thời khắc này hay không. Trương Huyền củng cố tu vi, trầm tư. Trước đó sáng tạo ra Thiên Thiên Kết Kiếm Pháp, mặc dù uy lực vẫn rất mạnh, nhưng so sánh với tu vi lúc này đã có chút không xứng, không cách nào dung hợp pháp quyết Di Di huynh đệ tình, vì vì phó ngự lực tốt hơn. Hơn nữa mấu chốt nhất là, Thiên Thiên Kết Kiếm Pháp là một loại võ kỹ vây khốn lực công kích có hạn, thật gặp được đối thủ lợi hại, uy lực sẽ không đủ cường đại. Kiếm pháp tung bay, các loại kiếm chiêu chảy xuôi trong đầu, không biết qua bao lâu, Trương Huyền lắc đầu ngừng lại. Kiếm pháp siêu việt thiên đạo, cũng không phải dễ dàng sáng tạo ra như vậy, lúc trước có thể sáng chế thiên thiên kết kiếm pháp, là bởi vì cùng khổng sư phân thân chiến đấu, đối phương dẫn động lực lượng thiên đạo khống chế hắn. Hiện tại rõ ràng cảm giác kiếm pháp ở trong não hải, bất cứ lúc nào cũng sẽ phá không mà ra, lại vô luận như thế nào cũng cảm thấy kém một tia. Đoán chừng phải tìm người chiến đấu, bước mình đến cực hạn mới được. Biết bế quan không có khả năng có hiệu quả, Trương Huyền lắc đầu ra khỏi phòng. Từ bế quan đến kết thúc, bởi vì vận dụng xuân thu đại điển, ngoại giới bất quá hơn 20 giây, tu vi lại có biến hóa nghiêng trời lệch đất. So với vừa rồi cường đại gấp mấy lần. Thần Sơn sắp muốn mở ra, thiếu ra làm sao bế quan lúc này. Bên ngoài phòng, Tôn Cường nhìn Trương Giáp, tràn đầy suốt ruột. Hôm qua đạt được danh ngạch thần Sơn, lúc này sắp mở ra, muốn tìm kiếm thần linh chi khí, nhất định phải nhanh tiến về phủ thành chủ, kết quả lúc này thiếu ra lựa chọn bế quan. Có chút không còn kịp rồi. Không thể quấy nhiễu, có chuyện gì, chờ hắn bế quan ra lại nói. Trương Giáp ngăn đối phương lại. Thiếu gia có nói qua lúc nào ra không? Đám người triệu nhã tiểu thư không đi sẽ trễ, chẳng lẽ thiếu gia không đi quan sát? Tôn Cường hỏi. Tiến vào thần sơn, tìm kiếm thần linh chi khí, khẳng định có nguy hiểm, chẳng lẽ thiếu ra cái gì cũng mặc kệ. Cũng không có bàn giao gì. Dù thiếu ra không nói bế quan bao lâu, nhưng chỉ cần bế quan, dù lại nhanh, cũng cần mấy canh giờ, thậm chí một hai ngày. Ta trước đó bế quan cũng thường xuyên một, hai tháng, đói thì ăn quả, khát uống nước suối. Trương Giáp lắc đầu. Nếu bế quan, tự nhiên phải từ bỏ hết thảy quấy nhiễu, dốc lòng tu hành, trong thời gian ngắn sẽ không để ý tới bất luận kẻ nào, nếu không bế quan còn có ý nghĩa gì. Cái này, tôn cường trầm mặc cắn răng. Được rồi, tự chúng ta đi, thời điểm thiếu ra xuất quan, có lẽ chúng ta đều đã trở thành thần linh. Thân thể mập mạp xoay chuyển, vừa định rời đi, liền nghe được cửa phòng kẹt kẹt mở ra, trương huyền từ bên trong đi ra, mỉm cười. Cùng một chỗ đi, các người tìm kiếm thần linh chi khí, xung kích thần linh, ta sao có thể vắng mặt thiếu gia không bế quan tôn cường sửng sốt đã bế quan xong trương huyền gật đầu bế quan xong trương giáp nhíu mày từ đi vào đến đi ra một phút đồng hồ cũng không tới bế cái gì quan lúc nào bế quan trò đùa như thế trương giáp tràn đầy nghi hoặc nhìn kỹ thiếu gia da mặt bỗng nhiên co lại thân thể run rẩy thiếu chút nữa ngất đi thiếu gia ngươi đột phá đến thần linh thượng phẩm thân là cường giả thiên thần Đối phương lại không che lấp, tự nhiên có thể thấy được tu vi, ngắn ngủi mấy chục giây không gặp, thiếu ra vậy mà đột phá thần linh hạ phẩm, đạt đến thượng phẩm. Đúng vậy, đúng rồi, người thân là cường giả thiên thần, thực lực mạnh mẽ, vừa vặn công kích ta một chút, để ta xem sau khi đột phá thực lực như thế nào. Trương Huyền lười giải thích, ánh mắt sáng lên. Vừa rồi không thể sáng tạo kiếm pháp, nếu đối phương là cường giả thiên thần, thực lực lại mạnh như vậy, có lẽ có thể cho áp lực, để hắn có cảm ngộ cái này tốt trong lòng kỳ quái tốc độ tiến bộ của thiếu gia trương giáp cắn chặt răng nắm đấm gõ tới ầm ầm mặt đất lắc lư khí lãng lăn lộn vừa ra tay liền biểu hiện ra lực lượng cường đại nhất cường giả thiên thần vừa ra tay quả nhiên bất phàm tựa hồ cả viện đều có chút không chịu nổi bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ cường giả thiên thần tương đương với cường giả thánh vực ở danh sư đại lục tuyệt đối được cho một phương cao thủ ha ha Trương Huyền cười nhạt một tiếng, cũng không tránh né, nhẹ nhàng điểm một cái. Ông, nắm đấm của Trương Giáp lập tức dừng ở trên không trung, không cách nào tiến lên mảy may, giống như bị giam cầm. Cái này, biết tiếp tục không những không tổn thương được đối phương, sẽ còn thụ thương, Trương Giáp thu hồi nắm đấm, không thể tin được. Thiếu gia không chỉ tu vi chân khí gia tăng, khí tức vững chắc, linh hồn cũng đạt tới thần linh thượng phẩm đỉnh phong. Vừa rồi thời gian sung túc, đã đột phá. Trương Huyền gật đầu. Thời gian sung túc. Trương Giáp run rẩy, Không nên kích thích người như vậy a. À. Không tới một phút đồng hồ. Cái này con mẹ nó gọi thời gian dư giả. Bế quan ngắn như vậy. Không chỉ tu vi tấn cấp hai đại cấp bậc. Linh hồn tiến bộ càng nhiều. Đến cùng làm sao làm được. Trương Giáp cảm thấy triệt để điên rồi. Hết chương 3776. Chương 3777. Số ghế, trong sơn cốc, nó cùng đối phương tỉ thí qua, thân thể mạnh mẽ khó mà chống lại, còn chân khí và linh hồn, nhỏ yếu dối tinh dối mù, mấy chục giây bế quan, không chỉ tu vi tiến bộ, càng quan trọng hơn là, thần, thể, khí hoàn mỹ dung hợp lại, so với nó tu luyện trên trăm năm, cũng tinh thuần hơn không biết bao nhiêu. Quay đầu nhìn về phía tôn cường cách đó không xa, còn tưởng đối phương sẽ khiếp sợ giống như mình, lại phát hiện hắn bộ ải là biểu lộ đương nhiên. Tựa hồ đối với một màn trước mắt, không kỳ lạ chút nào. Nói cách khác, Trương Huyền tu luyện thời gian ngắn như vậy, đều ở trong dự liệu của đối phương. Ta đến cùng tìm phải dạng chủ nhân gì, đây cũng là cái tổ hợp gì a? À? Đang không biết như thế nào, chỉ thấy hoa mắt, một tiểu hoàng kê gầy yếu xuất hiện ở trên bả vai thiếu gia. Ngươi đã tỉnh, nhìn thấy đối phương, thiếu gia gật đầu. Ừm, ngươi không phải làm ra không ít thần nguyên đan sao. Ta muốn ăn, tiểu hoàng kê chảy nước bọt làm can, thân là thú sủng, thiếu gia không cho, sao có thể đi đòi. Trương giáp nhíu mày, tuy không biết thiếu gia nuôi gà làm gì, nhưng thân là thú sủng phải có giác ngộ của thú sủng, làm sao có thể mở miệng liền muốn ăn. Tất cả thú sủng đều như vậy, thân là chủ nhân, còn có mặt mũi nào đáng nói. Ngươi là ai? Tiểu hoàng kê quay đầu nhìn qua, sau đó mắt gà mỉm cười. Nguyên lai là lân giáp thú, hẳn là mùi vị không tệ. Hô! miệng gà hé ra trương giáp còn không có phản ứng lại đã bị nuốt vào trong bụng nhanh phun ra đây là thú sủng ta vừa thu không nghĩ tới tên này vừa xuất hiện liền làm loạn trương huyền sợ hết hồn quất lên đầu gà một cái như vậy còn không bằng tiếp tục ngủ say phốc nghe được chủ nhân nói hoàng kê đành phải ngoan ngoãn phun trương giáp ra lúc này trương giáp đã khôi phục bản thể vừa nghĩ tới lại bị một con gà thần linh hạ phẩm ăn liền tức giận không gì sánh được khuôn mặt dữ tợn gào lên một tiếng ngươi dám ăn ta ta muốn giết ngươi trong tiếng giống to trương giáp lao đến trương huyền đang muốn ngăn cản chỉ thấy tiểu hoàng kê hưởng thụ nhìn qua mau tới giết ta không giết chết ta chính là thứ hèn nhát ngươi lân giáp thú phát điên thiếu ra mười mấy cái hô hấp chân khí linh hồn đều đột phá hai đại cấp bậc ta nhịn người một con gà kiêu ngạo cái rắm bành móng vuốt thô to bước lên tiểu hoàng kê bị đạp xuống mặt đất giơ chân lên cúi đầu nhìn chỉ thấy tên này không những không chết khuôn mặt còn thư giãn thích ý dùng sức chưa ăn cơm hả trương giáp phát điên liên tục mấy cước tường viện bị sập mấy chỗ mặt đất xuất hiện mấy cái hố to kết quả con gà thoạt nhìn bất cứ lúc nào cũng sẽ chết kia vẫn một bộ lười biếng lông tóc không tổn hao gì chủ nhân lúc này ngu nữa cũng biết tên này khẳng định không phải thần linh hạ phẩm phổ thông, trương giáp khôi phục hình dáng nhân loại nói. Được rồi, không cần náo loạn, tiểu kê, người muốn chết mà nói, lát nữa ta dẫn người đi phủ thành chủ nhìn một chút, xem có biện pháp khác hay không. Trương Huyền nói, đã trải qua hai lần bị lửa đốt, tiểu hoàng kê suy đoán thực lực tăng thêm liên quan đến tử vong, cho nên vừa tỉnh liền một lòng muốn chết. Tiểu hoàng kê dùng cánh vỗ vỗ bụi đất trên người, lần nữa tới bả vai Trương Huyền trải qua không gian phong bạo tỉnh lại, dù thực lực của nó không có đột phá quá lớn, phòng ngự lại mạnh hơn, coi như trương giáp muốn giết nó cũng không có đơn giản như vậy. Được rồi, không cần chán nản, ta chính là siêu cấp thần thú tung hoành thiên địa, người không giết chết được ta rất bình thường, ngoan ngoãn làm tiểu đệ của ta đi. Liếc mắt nhìn trương giáp, tiểu hoàng kê nói, làm tiểu đệ của ngươi. Trương giáp hừ lạnh, coi như ta giết không chết ngươi, ngươi cũng không thể giết ta, để cho ta làm tiểu đệ, nằm mơ. Nằm mơ, tiểu hoàng kê mỉm cười, mắt gà đột nhiên mở ra, một cỗ khí tức cường đại lan ra ngoài. Lực lượng huyết mạch thần thú, lạch cạch, trương giáp quỳ dạp xuống đất. Đại ca, cái này còn tạm được. Lúc này tiểu hoàng kê mới thỏa mãn. Trương giáp lau mồ hôi lạnh trên đầu. Còn tưởng thật chỉ là gà phổ thông, không nghĩ tới lực lượng huyết mạch tản ra, cho hắn một loại cảm giác thiên địa sụp đổ, tới tỉ thí, huyết mạch mà nó tự ngạo kia, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Đến cùng là thần thú cấp bậc gì? Trương Giáp cảm giác thế giới quan của mình triệt để sụp đổ. Vốn cho rằng mình là thiên thần, trở thành thú sủng của đối phương có chút tự hạ thân phận, bây giờ mới biết. Là với cao, thần Sơn cách giả Minh Thành rất xa, hơn nữa có cường giả đế quân lưu lại phong ấn bao phủ, bình thường đi là không thể nào, chỉ có thông qua truyền tống trận mới có thể đến không để ý tới hoàng kê và lân giáp thú đã hòa thuật, Trương Huyền cẩn thận nghe Tôn Cường giải thích. Tuy trước đó nghe nói thần Sơn, nhưng lại không biết ở nơi nào, thần linh chi khí lại làm sao đạt được. Hàng năm, mỗi thành thị đều có danh ngạch cố định, tiếp đó người đạt được danh ngạch, sẽ bị truyền tống vào thần Sơn, từ đó nghĩ biện pháp tìm được thần linh chi khí, hơn nữa hấp thu đột phá. Có thành công tự nhiên cũng có thất bại, không ít người đi thần Sơn nhiều lần, nhưng không có thành công. Tôn Cường nói tin tức nghe được. Qua xem một chút đi, đám người Triệu Nhã muốn có được, không khó lắm. Trương Huyền cũng không lo lắng. Đám người Triệu Nhã, dù chỉ là Ngụy Thần, lại ở danh sư Đại Lục và thượng thương thời gian không ngắn, bất luận kinh nghiệm chiến đấu hay thực lực bản thân, đều vượt xa sinh mệnh ở thần giới. Người khác có thể sẽ thất bại, nhưng những người này thất bại. Hắn không tin. Thật muốn thất bại, cũng không xứng làm học sinh của hắn người cũng theo ở phía sau, mau chóng đột phá thần linh lại nói. Trương huyền bàn giao. Vâng, tôn cường gật đầu. Đoàn người đi tới phủ thành chủ. Địa điểm truyền tống ở trên quảng trường phía ngoài phủ thành chủ, chưa tới một canh giờ liền đến trước mặt, quả nhiên thấy nơi này đã người đông nghìn nghịt, không biết bao nhiêu. Xã Minh Thành, ở thần giới không tính quá lớn, nhưng cũng có 1.200 danh ngạch, lại thêm thân bằng hảo hữu tới đưa tiến, tuy quảng trường rộng lớn, nhưng cũng bị đứng đầy vô cùng náo nhiệt. Trương huyền thiếu gia mời tới bên này. Vừa tới quảng trường, còn chưa đi vào, ưng phí đã tiến lên đón, vẻ mặt cung kính. Mang theo đám người triệu nhã theo sát, rất mau tới một gian phòng. Thành chủ ngô phương thanh ở trong này, thấy hắn đi vào, vẻ mặt vui vẻ đứng dậy. Trương huyền thiếu gia mời ngồi. Trương huyền nhìn bốn phía, lúc này mới phát hiện trong phòng đã đứng đầy người, chừng hai ba mươi người. Bên cạnh Ngô Phương Thanh cũng ngồi mấy người, từng cái trên người tỏa ra khí thức nồng đậm, thực lực không kém. Vừa nhìn liền biết, những người này ở dạ Minh Thành đều có địa vị và thân phận cực cao. Trương Huyền cũng không từ chối, đi vào chỗ ngồi ngồi xuống. Vừa mới ngồi xuống, một trung niên ở cách đó không xa tràn đầy nghi ngờ nhìn lại. Ngô Thành Chủ, vị bằng hữu này, người không giới thiệu một chút sao. Những người khác cũng nhao nhao nhìn qua. Không chỉ hắn tò mò, những người khác cũng cảm thấy nghi hoặc. Thành chủ nhường ra chỗ ngồi, vị trí so với bọn họ cũng cao hơn không ít, đổi lại vài túc lão nổi tiếng trong nội thành, bọn hắn sẽ nhận, nhưng hết lần này tới lần khác đối phương còn trẻ như vậy, thực lực thoạt nhìn cũng không tính quá mạnh. Vị này là Trương Huyền Tiểu Huynh Đệ, mang theo học sinh đi vào thần sơn. Ngô Phương Thanh chỉ đám người triệu nhã. Học sinh, mọi người càng thêm tò mò, nhìn sang đám người triệu nhã, từng cái cao mày những người này nhỏ nhất đều 18, 19 tuổi, còn không có đột phá thành thần, thiên phú cũng không như thế nào a à Thành chủ, tuy người an bài số ghế, có đạo lý của ngươi, nhưng dạ minh thành nhiều người nhìn như vậy, khẳng định phải tuân thủ quy củ. Nếu như thực lực của trương tiểu huynh đệ mạnh, chúng ta tâm phục khẩu phục, học sinh thực lực mạnh, chúng ta cũng không thể nói gì hơn. Nhưng cái gì cũng không hơn, làm như vậy, có chút không hợp lễ nghi. Trung niên kia nói. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, vì chỗ ngồi này, chúng ta tốn không ít tiền mới tiến vào. Lần trước đấu giá, trương tiểu huynh đệ cũng không có mặt. Trực tiếp an bài ở trước chúng ta, hơn nữa hắn nhiều người như vậy, ta từ đầu đến cuối luôn cảm thấy không ổn. Lại một trung niên nói. Chỗ ngồi. Trương huyền cao mày. Hắn chỉ là nghĩ thành chủ mời, mới tới ngồi một chút, không nghĩ tới chỗ ngồi dường như còn có chú ý, không phải tùy ý có thể ngồi vào mang theo nghi hoặc, nhìn về phía Ngô Phương Thanh cách đó không xa, chỉ nghe hắn truyền âm tới. "Trương Huyền thiếu gia, thực sự xấu hổ, không có trước thời hạn nói cho ngươi. Là như vậy, Thần Sơn là một sơn mạch, càng đến gần vị trí đỉnh núi, cơ hội nhận được thần linh chi khí càng lớn, chân núi thì sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Nửa năm mở ra một lần, toàn bộ thần giới không có đột phá ngụy thần đều sẽ đi vào, cho nên truyền tống trận không có khả năng toàn bộ truyền tống đến chân núi." như vậy quá tốn công, cũng sẽ dẫn tới mâu thuẫn rất lớn. Bởi vậy có một bộ người là trực tiếp truyền tống đến sườn núi, thậm chí đỉnh núi. Mà người truyền tống tới chỗ này, cơ hội được thần linh chi khí sẽ lớn hơn rất nhiều. Chỉ là mỗi thành có hạn chế danh ngạch, vì công bằng, phủ thành chủ mỗi nửa năm sẽ lấy ra đấu giá, bọn họ đều là người mua được danh ngạch. Trương Huyền giật mình, toàn bộ dạ minh thành, hết thảy chỉ có 120 danh ngạch, đi đến sườn núi khẳng định không nhiều. Bản thân vừa qua, liền dùng hết 13 cái, đổi lại người nào cũng sẽ không đồng ý. Thực sự xin lỗi, nếu như hậu bối của chư vị không vào được vị trí sườn núi, đấu giá bao nhiêu, ta sẽ đủ số hoàn trả. Giải thích xong, Ngô Phương Thanh ôm quyền, mang theo lúng túng nói. Nếu như vị trước mắt này là người bình thường thì thôi, nhưng là hậu bối của đế quân, cho dù là hắn cũng không dám đắc tội, chỉ có thể nghĩ biện pháp an bài. Đây không phải là vấn đề tiền bạc mà là quy củ. Trung niên kia hừ một tiếng. Như vậy đi, nếu như học sinh của hắn, thực lực có thể thắng được hậu bối của gia tộc bọn ta, chuyện này ta liền không hỏi nhiều, để hắn ở phía trước cũng không sao, không làm được. Vậy xin lỗi chúng ta, ngoan ngoãn lăn ra đằng sau. Ngô Phương Thanh cao mày, chưa kịp giải đáp, liền nghe Trương Huyền mở miệng. Cũng tốt, nói xong nhìn về phía đám người triệu nhã. Các người người nào tới? Ta tới đi. Tôn Cường tiến về phía trước một bước, thân thể mập mạp lay động. Hết chương 3777. Chương 3778. Thần Sơn, ngươi? Chương Huyền cau mày. Tôn Cường này từ trước tới nay không thích tu luyện, có thể nắm giữ thực lực ngụy thần, cũng là vì có thể đi theo hắn vào thần giới mới nỗ lực, để hắn và Thiên Tài thần giới giao đấu, trong lòng thủy chung không quá an tâm. Thực lực của bọn hắn hẳn là không đáng để các tiểu thiếu gia và tiểu thư động thủ thực sự không được, chờ ta thua, lại để cho bọn họ lên. Biết hắn băn khoăn, Tôn Cường nói. Cũng được, Trương Huyền khoát tay áo. Ta cùng ngươi tỉ thí. Thấy bên này toát ra một mập mạp hơn 40 tuổi, sau lưng trung niên, một thiếu niên đi ra, hai mắt đen nhánh, mang theo dũng mãnh và nhuệ khí đặc thù của thiếu niên. điên hoành, điểm đến là rừng, không nên đả thương người. Trung niên nói. Vâng thanh niên gọi điền hoành đi tới trước tôn cường ánh mắt lộ ra khinh thường xin mời hơn bốn mươi tuổi cũng không đột phá đến thần linh đã bỏ qua thời gian đột phá tốt nhất coi như nắm giữ thần linh chi khí cũng chưa chắc có thể thành công một mình ngươi khiêu chiến ta tôn cường cũng không sốt ruột ra tay mà ngón tay lắc lắc lộ ra vẻ đạm nhiên vẫn là các ngươi cùng lên đi ta một người là đủ rồi điền hoành hừ lạnh đánh ra một quyền không khí bị áp xúc phát ra âm thanh xé gió dù chỉ có mười mấy tuổi tu vi lại không yếu lực lượng rất tinh thuần tôn cường lắc đầu tay phải vẫn chắp ở sau lưng tay trái nhẹ nhàng bao quát bàn tay nháy mắt biến thành mấy cái trước mắt đều là huyễn ảnh bành điền hoành còn không có phản ứng lại liền bị đánh trúng ngực liên tục lùi lại ba bước dưới chân mềm nhún ngồi dưới đất trương huyền thở phào nhẹ nhõm Mặc dù Tôn Cường không cố gắng tu luyện, nhưng dù sao cũng học tập công pháp thiên đạo tinh giản và võ kỹ thiên đạo tinh giản, lại trải qua danh sư đại lục và thượng thương, nắm giữ kinh nghiệm chiến đấu phong phú, cho dù thiếu niên này thiên tư không tệ, tới tỉ thí vẫn kém một đoạn rất lớn. Ta nói qua, người không phải đối thủ, cùng lên đi. Một chiêu đánh bại Điền Hoành, Tôn Cường nhìn quanh một vòng, nhìn về phía rất nhiều thiếu niên còn lại, mang theo biểu lộ cao thủ tịch mịch. Tôn Thúc, người đã chiến đấu một trận, để ta tới đi viên đào đi ra các ngươi đủ chưa cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào vẫn là ta tới đồng dạng là mọi người cùng nhau xông lên thực sự không được chứ vị tiền bối muốn động thủ mà nói cũng có thể đè thấp tu vi yên tâm ta một người tiếp trường thương run lên trịnh dương uy phong lẫm liệt dựa vào cái gì ngươi tới ta cũng đã lâu không có xuất thủ có được hay không ngụy như yên mỉm cười Trương Huyền che mặt, Trương Giáp thì trợn mắt hốc mồm. Chủ nhân không phải nói, hắn ưa thích khiêm tốn sao? Vì sao học sinh, hạ nhân không có một cái bất lo? Này nhìn như thế nào, cũng không liên quan đến khiêm tốn a hát. Phách lối như vậy, ta muốn cùng ngươi so. Ta cùng nữ hải áo xanh so. Ta giáo huấn tên mập mạp kia, nói chuyện quá khinh người, quả thực không để ta vào mắt. Ta để ngươi vào mắt, đúng rồi, đại ca, xin hỏi ngươi tên gì, có bạn gái chưa? Động tác của đám người trịnh dương, triệt để chọc giận thiếu niên bốn phía, một hồi gào thét, nhao nhao vọt lên. Mấy hơi thở sau, tất cả đều nằm trên mặt đất. Những thiên tài này, dù ở dạ minh thành sắp xếp thứ tự rất cao, nhưng ở trước mặt đám người triệu nhã, cái gì cũng không tính, thậm chí ngay cả tôn cường cũng kém xa tít tắp. Cái này, mấy trung niên trước đó còn chất vấn, nhìn đám hậu bối nằm ở trên đất, từng cái con mắt choáng váng, suýt chút nữa hộp máu. Còn tưởng đối phương là dựa vào quan hệ, không nghĩ tới thực lực mạnh mẽ như vậy. Lợi hại như vậy, tại sao phải mua danh ngạch mà không đi tranh đoạt? Tranh đoạt mà nói, 10 vị trí đầu nơi nào còn có chuyện gì của bọn họ? Đối mặt một màn này, tuy ngô phương thanh không lên tiếng, nhưng trong lòng càng thêm khẳng định. Bất luận từ chỗ nào cũng có thể nhìn ra, thiên phú của những người này rất cao, loại người này xuất hiện một cái, xem như gặp may mắn, một lần toát ra nhiều như vậy, muốn nói không có vấn đề, đánh chết cũng không tin. Bởi vậy cho dù đối phương không phải huyết đế quân mạch, cũng sẽ không kém. Như vậy có thể chứng minh, học sinh của Trương Huyền Thiếu ra có tư cách ngồi ở chỗ này hay không? Ngô Phương Thanh mỉm cười nói. Có thể. Mọi người nói không ra lời. Tuy ở Thần Sơn, bị truyền tống đến sườn núi, cơ hội đạt được thần linh chi khí sẽ lớn hơn một chút, nhưng cuối cùng vẫn phải nhìn thực lực. Thực lực càng mạnh, khả năng lấy được sẽ càng lớn. Đám người này, mỗi một cái đều lợi hại như vậy, coi như hậu bối của bọn họ muốn tranh cũng không tranh nổi, còn không bằng thuận nước song thuyền, nếu không ở trong thần sơn động thủ, sẽ không có cách nào ngăn cản. Nếu tất cả mọi người không có vấn đề, thời gian cũng không còn nhiều lắm, chuẩn bị bắt đầu đi. Thấy mọi người không còn dị nghị, ngô phương thanh không nói thêm lời đứng dậy thành chủ lệnh huyền phù ở phía trước nhẹ nhàng điểm một cái một đạo quang mang trắng tinh bao phủ cả quảng trường ngay sau đó một cánh cửa khổng lồ bất ngờ xuất hiện ở vị trí chính giữa quảng trường mọi người đi tới trước trương huyền thiếu ra để cho bọn họ tiến vào đi ngô phương thanh cười nói trương huyền nhìn lại thấy cửa chỉ là truyền tống trận không có nguy hiểm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm bảo đám người triệu nhã đi vào mỗi người năm viên đan dược, trong này ẩn chứa lực lượng của ta, có thể giúp các người đột phá ràng buộc. Gặp được nguy hiểm cũng có chỗ trợ giúp. Cổ tay khẽ đảo, đưa qua mấy bình thần nguyên đan. Thứ này trong tay hắn đã không có trợ giúp quá lớn, còn không bằng ban cho mọi người, một khi đạt được thần linh chi khí, thành công đột phá, có thứ này, cũng có thể sung kích cảnh giới cao hơn. Đa tạ lão sư thiếu gia, huyền nhi. Mọi người đồng thời gật đầu. Ngụy thần tranh đoạt, cũng không có gì có thể giao phó, Trương Huyền không hề phí lời, mọi người núi đuôi nhau đi vào. Sau khi đi vào, lập tức biến mất không thấy gì nữa, sau một khắc đã xuất hiện ở trên một dãy núi cao lớn. Bởi vì Trương Huyền đã đột phá thần linh, không cách nào đi vào, chỉ có thể đợi ở bên ngoài. Trên quảng trường, các thiếu niên ngụy thần lần lượt tiến lên, chưa tới một canh giờ, 1.200 người toàn bộ đi vào, cửa lung lay một chút, chậm chạp biến mất truyền tống trận sau một ngày sẽ mở ra lần nữa chư vị không vội vã mà nói phủ thành chủ đã chuẩn bị xong tiệc rượu vừa vặn ở chỗ này chờ đợi ngô phương thanh cười nói tốt đám người đồng thời gật đầu một ngày mà thôi đối với tu luyện giả mà nói không tính là gì trương huyền cũng chẳng muốn trở về đi theo sau lưng mọi người vào phủ thành chủ thông qua cửa thân thể lung lay triệu nhã lần nữa đứng vững thân hình phát hiện đã đi tới một dãy núi cao vút trong mây. Hoàn toàn khác biệt linh cơ sơn trước đó, nơi này linh khí sung túc, thảm thực vật tươi tốt, khắp nơi tràn đầy sinh cơ, mà không phải suy yếu. Trước tìm thần linh chi khí, biết tìm tới thần linh chi khí mới có thể đột phá, thân thể mềm mại vụt qua, thẳng tắp bay về phía đỉnh núi. Thông qua quan sát, nàng đã phát hiện, càng lên trên linh khí càng nồng đậm, nhất định càng dễ dàng tìm kiếm thần linh chi khí bay mấy trăm mét nghe được trên không vang lên tiếng gió thân thể vụt qua trốn ở sau lưng một cây đại thụ nhìn lại phương hướng âm thanh vang lên một mũi tên bắn ở cách đó không xa ngay sau đó một đồ vật màu trắng tựa như thỏ nhận lấy kinh hãi nhanh chóng vọt lên phía trước là cái này thần linh chi khí ánh mắt triệu nhã sáng lên thời điểm tới đã nghe tôn cường chuyên môn bàn giao thần linh chi khí ở thần sơn vô cùng có khả năng huyễn hóa thành sinh mệnh không dễ bắt như vậy không nghĩ tới thoạt nhìn giống như thỏ bắt lấy nó một tiếng la hét hai bóng người vội vã đi vào trước mặt mũi tên trước đó chính là bọn họ bắn ra siêu 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 lại liên tục mấy mũi tên thần linh chi khí bộ dáng thỏ bị đánh trúng nằm trên mặt đất vùng vẫy hai cái biến thành một đạo thể khí màu vàng kim ta tới trước đi một người bắn tên ngạc nhiên cầm thể khí ở trong lòng bàn tay há miệng nuốt xuống ngay sau đó triệu nhã cũng cảm giác được lực lượng trong cơ thể đối phương cấp tốc tăng thêm càng ngày càng mạnh xem ra bất cứ lúc nào cũng sẽ đột phá ngụy thần giảng buộc trở thành thần linh chân chính ta cũng muốn nhanh lên một chút thấy săn bắt thần linh chi khí không phức tạp triệu nhã không trần trừ tiếp tục bay lượn trên đường đi đồng dạng gặp không ít thần linh chi khí bộ dáng thỏ chẳng qua đều có người săn bắt nàng cũng lười ra tay cướp đoạt rất mau tới đỉnh núi Nơi này áp lực rõ ràng mạnh mẽ hơn phía dưới không ít, người có thể đi lên rất ít, dạo qua một vòng cũng không phát hiện những người khác, Triệu Nhã nhíu mày, căn cứ dấu vết để lại, tìm kiếm thần linh chi khí lưu lại ấn ký. Thời điểm đi lên, nàng chuyên môn quan sát, biết thứ này làm sao tìm. Dấu vết có chút không đúng, lớn hơn một chút, chẳng qua. Không quan trọng. Rất nhanh, nàng tìm được một địa phương không giống. Lực lượng toàn thân vận chuyển, Vần âm chi thể phát huy đến cực hạn, triệu nhã dựa theo dấu vết cấp tốc tiến lên. Hô! Ở cuối dấu vết, một bạch hổ chui ra, tỏa ra khí tức kinh người. Cái này! Triệu nhã sững sờ. Thần linh chi khí khác đều là thỏ, làm sao toát ra một đại gia hỏa như vậy? Bất quá lúc này cũng không quản được nhiều như vậy, tay ngọc khẽ đảo, triệu nhã sông tới, võ ký thiên đạo tinh giản tùy ý vận dụng, thân thể mềm mại không ngừng lấp lóe. Thân là đại sư tỷ, triệu nhã từ trước tới nay yêu cầu nghiêm khắc với mình lại thêm thể chất đặc thù đồng môn cùng cấp bậc không người có thể vượt qua trịnh dương cũng không phải đối thủ lúc này phát huy toàn bộ thực lực tiếng gió rít gào lực lượng trong cơ thể vây quanh bốn phía tựa như gió lốc tên này thật lợi hại chiến đấu một hồi trên đầu triệu nhã toát ra mồ hôi lạnh trước đó thỏ nàng thấy qua chỉ cần đuổi theo một ngón tay liền có thể bóp chết bằng không thì sẽ không bị mũi tên bắn giết nhưng bạch hổ này thực lực còn cường đại hơn nàng không ít, so sánh với thần linh hạ phẩm bình thường cũng không kém chút nào, thậm chí còn hơn. Nói cách khác, bây giờ triệu nhã là cùng một thần linh chân chính chiến đấu. Dưới tình huống bình thường rất khó vượt qua, nhưng lúc này tên đã lên dây, lại không có biện pháp nào khác, triệu nhã cắn chặt răng, há miệng nuốt xuống đan dược lão sư ban cho. Dược vật vào miệng tan đi, trong đó ẩn chứa thiên đạo chi khí lập tức chạy toàn thân, chiến đấu sinh ra mệt mỏi lập tức biến mất. Hết chương 3778. Chương 3779. Chư thiên chấn động một Hô hô. Trường phong như nước thủy triều Lực lượng của triệu nhã khôi phục. Khí như cầu vồng. Mới vừa rồi bị ép có chút chật vật. Lúc này liên tiếp áp sát. Bạch hổ đã ngăn cản không nổi. Tiến công một hồi. Cảm thấy khí lực suy yếu. Lần nữa dùng một viên đan dược. Liên tục ba viên. Bạch hổ đã không còn sức chống cự. Thân thể khổng lồ lắc lư hai cái. ầm ầm ngã xuống đất lúc này triệu nhã mới thở phào nhẹ nhõm xoa xoa mồ hôi trên đầu nếu không phải đan dược của lão sư thuần âm thể của nàng khẳng định không kiên trì được lâu như vậy đừng nói đánh giết đối phương làm không cẩn thận còn có thể bị đối phương giết chết cuối cùng cái gì cũng không chiếm được thần linh chi khí không phải rất dễ lấy được sao đây là có chuyện gì tràn đầy nghi hoặc nhìn bạch hổ nằm trên đất ngay sau đó nhìn thấy thứ này nhẹ nhàng run run biến thành một đạo khí lưu màu vàng óng yên tĩnh huyền phù ở phía trước. Triệu nhã tràn đầy kinh ngạc. Đạo khí lưu này màu sắc giống như trước đó thấy, nhưng trong đó ẩn chứa khí thức lăng lệ lại hoàn toàn khác biệt, người sau như nước suối, mà cái này thì giống như đại dương, vô biên vô hạn, không nhìn thấy cuối cùng. Chẳng lẽ, thần linh chi khí cũng chia đẳng cấp? Trong lòng hơi động, trước đó chưa từng nghe nói qua, nhưng trước mắt không giải thích được như vậy, thực sự nghĩ không ra đến cùng xảy ra chuyện gì trước mặc kệ biết nghĩ cũng nghĩ không ra nàng khoanh chân trên mặt đất lỗ chân lông toàn thân mở ra tinh thần khẽ động hô bạch hổ biến thành thể khí màu vàng kim vào tới tạch 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 lực lượng đi vào trong cơ thể bình chứng thần linh trước đó không cách nào đột phá lập tức vỡ nát lực lượng cả người cấp tốc tăng lên thần linh chi khí thật mạnh đồng tử triệu nhã co rút lại cơ bắp kéo căng Đạo thần linh chi khí này mang theo khí tức kim thuộc tính sắc bén, tựa như muốn xé rách kinh mạch của nàng, lại như kiếm khí gào thét, tất cả chướng ngại trong cơ thể đều bị bình định. Không đến 10 phút, Triệu Nhã đã đột phá Ngụy Thần đỉnh phong, trở thành thần linh chân chính. Vô. Vừa trở thành thần linh, một đạo quang mang trắng tinh bao phủ nàng, tôn lên tựa như thiên sứ, thân ảnh vốn thon dài, bây giờ tỏa ra hào quang trói sáng. Mà bản thân nàng thì hoàn toàn đắm chìm trong trong tu luyện đối với những cái này, hình như không có chút nào phát giác. Triệu nhã đột phá, lộ sung cũng tới đỉnh núi, trước mặt xuất hiện một cái bóng u ám. Không phải thỏ, cũng không phải hổ, mà hình dáng có chút giống người, toàn bộ do sương mù tạo thành. Mượn đan dược lão sư ban cho, lộ sung đánh chết đối phương, đồng dạng cảm thấy lực lượng nồng đậm tràn vào trong cơ thể, lực lượng vô hồn cấp tốc tăng thêm. Một màn đồng dạng cũng phát sinh ở trên người vương dĩnh, nàng gặp phải một cổ thụ trắng như tuyết. Trịnh Dương gặp một hỏa diếm cự thú, Ngụy Như Yên gặp dòng sông có thể thôn vệ sinh mệnh. Mấy vị đệ tử đều có kỳ ngộ khác biệt. Phía chính bắc thần giới, trong hải dương minh mông vô bờ, một cung điện to lớn huyền phù ở trên mặt nước, giống như liệt nhật tỏa ra hào quang trói sáng. Phía dưới hào quang chiếu dọi tôn nó lên, cùng đại dương hô ứng, cho người ta một loại cảm giác tựa như ảo mộng. Trong điện, trên vương tỏa, một lão giả dâu bạc trắng ngồi ở phía trên, nhìn hư không, không biết nghĩ cái gì. Đế quân, một trung niên đi vào trước mặt, ôm quyền mà đứng. Lão giả gật đầu, ánh mắt mang theo tiêu điều. Vị kia của tử tại thiên và thiên túng đại đế tỷ thí, định ở lúc nào? Bẩm báo đế quân, ngày 15 tháng sau. Trung niên đáp, 15, đêm trăng tròn. Lão giả sửng sốt một chút, nói. Vị ở tử tại thiên kia thật quả quyết, đáp ứng nhanh như vậy. Đế quân thuộc hạ có nghi vấn không biết có nên nói hay không. Trung niên nghi ngờ nhìn qua, người đi theo lão nhân ta rất lâu rồi, có chuyện gì cứ nói đừng ngại, không cần thiết che giấu. Lão giả nói. "Vâng." Trung niên gật đầu nói. "Vị Thiên Túng đại đế kia thật lợi hại như vậy, tám vị đại đế cũng không phải đối thủ." Lão giả không có trực tiếp giải đáp, dừng lại một lát, than thở nói: sâu không lường được. Vậy vị ở tử tại thiên kia thì sao? Chưa hề xuất hiện qua, đến cùng thực lực như thế nào, ai cũng chưa thấy qua, so sánh với thiên túng đại đế, ai cường đại hơn. Trung niên hỏi, vị ở tử tại thiên kia, đồng dạng sâu không lường được, mặc dù ta chưa thấy qua, lại cảm thụ qua loại khí thức kia, như thương thiên treo cao, ngân hà đổ ngược, căn bản không phải sức người có thể chống lại. Còn ai cường đại hơn, ta cũng nói không chính xác. Lão giả lắc đầu, Nói như vậy, hai người chiến đấu, xem như có một không hai. Cảm xúc một tiếng, trung niên cười khổ nói. Thật rất muốn đi qua quan chiến, chỉ tiếc, loại cường giả này chiến đấu, thực lực như ta, chỉ sợ còn chưa tới phụ cận, liền sẽ bị chấn thành cho bụi. Đế quân chiến đấu, cho dù là thần vương phong hào đi qua, dư ba cũng có thể tùy tiện trấn vỡ hắn. Cả hai dù chỉ kém một cấp bậc, lại như thiên địa, không ở cùng một phương diện nên từ khi thần giới sinh ra đến giờ, hết thảy chỉ có 9 vị đế quân. Quan chiến, quan hệ mặt mũi của cửu thiên, chắc chắn sẽ không công khai. Đột nhiên lão giả sửng sốt. Cái này, đế quân, xảy ra chuyện gì? Thấy bộ dáng của hắn, trung niên nhịn không được nói. Vị kia của tử tại thiên vừa đưa tin thiên hạ, nói tháng sau quyết chiến, 18 vị lão bất tử chúng ta đến quan chiến. Lão giả cười khổ nói vừa nói không có khả năng công khai, không nghĩ tới thời gian nháy mắt liền được mời. đổi lại trước đó là tuyệt đối không dám nghĩ. dù sao bọn họ cùng thiên túng đại đế luận võ vẫn luôn đóng cửa, đừng nói đế quân khác, xem như thuộc hạ cũng không biết kết quả và chiến cuộc. vị kia của tử tại thiên dám công khai tỉ thí, có phải đã có nắm chắc có thể vượt qua thiên túng đại đế hay không? trung niên nghi ngờ nhìn qua, có lẽ vậy. ánh mắt lão giả nghiêm nghị, có điều tu vi đến cấp bậc như bọn họ, đã không kém nhiều, ai cũng không dám nói nhất định chiến thắng. Cụ thể làm sao, chỉ có thể đến lúc đó nhìn. Đúng, lần thứ tư linh khí thủy triều sắp tới, bên huyền minh hải ta có thiên tài lợi hại gì hay không? Tạm thời không có. Trung niên nói, thần giới linh khí suy yếu, tuy tu luyện giả càng thêm chân quý cơ hội tu luyện, nhưng thiên tài không phải dễ dàng xuất hiện như vậy. Hơn nữa muốn ở trong linh khí thủy triều rực rỡ hào quang, mức độ thiên tư càng phải tuyệt đỉnh trong tuyệt đỉnh về sau thành tựu thấp nhất cũng không dưới thần vương loại người này số lượng thực sự quá ít có thể ngộ nhưng không thể cầu ta nghe nói càn khôn lão quỷ ở u hồn thiên lấy được một hồn phách thiên phú không tệ lão giả nói trung niên nói là có chuyện như vậy nghe nói là từ hạ giới tìm đến hồn phách bị thu vào u hồn trì nghe nói càn khôn đế quân đang giúp hắn luyện chế lại thân thể lão giả nói có thể để cho hắn tự mình luyện chế thân thể, chứng minh thực lực của người này khẳng định không đơn giản. Đáng tiếc, người tài giỏi như thế không xuất hiện ở huyền minh hải chúng ta, nếu không coi như tiêu phí lại lớn, ta cũng phải hảo hảo bồi dưỡng, để hắn trong thời gian ngắn trở thành cao thủ, ảnh hưởng bố cục của linh khí thủy triều lần này. Vâng, Trung Niên nói, yên tâm đi, đế quân, ta dựa theo ngươi dặn dò, ở thần Sơn Lưu lại sắp đặt, nếu có thiên tài thích hợp huyền minh thiên ta, sẽ lập tức báo tin. Lão giả lên tiếng, đang muốn nhắm mắt lại nghỉ ngơi, liền nghe bên ngoài cung điện có tiếng chuông rồn dập vang lên. Đột nhiên đứng dậy, buồn ngủ hoàn toàn không có. Phong vương trung, trung niên cũng kích động. Phong vương trung vang lên, chứng minh có tu luyện giả thiên phú thần vương phong hào xuất hiện. Con mắt lão giả sáng lên. Thần vương phong hào, số lượng có hạn, mức độ chân quý so với đế quân cũng không hề yếu. Người nắm giữ loại thiên phú này xuất hiện, đối với bọn hắn mà nói, tuyệt đối có hấp dẫn cực lớn. Nhanh đưa vị thiên tài này tới. Biết xảy ra chuyện gì, bàn tay lão giả vẫy một cái, lời còn chưa dứt lại nói. Được rồi, tốc độ của ngươi quá chậm, ta đi. Nói xong, thân thể vụt qua, lập tức biến mất tại chỗ, thuấn di rời khỏi. Tu vi đến đế quân, đã có thể thuấn di, không gian thần giới ràng buộc lại lớn, cũng không cách nào trở ngại. Xem ra linh khí thủy triều lần này, huyền minh thiên ta sẽ trổ hết tài năng. Thấy đế quân tự mình đi nhận, trung niên thở phào nhẹ nhóm, sau đó hai mắt lóe sáng. Canh kim thiên, đế quân đang nghị luận với thuộc hạ sự tình ở tử tại thiên, cũng nghe được âm thanh phong vương trung. Thiên tài thích hợp canh kim thiên ta xuất hiện, ta tự mình đi đón. Hô, phù mãnh đế quân biến mất tại nguyên chỗ. Vân ly thiên, loại thiên tài này, thần giới xuất hiện vô số năm, chỉ đếm được trên đầu ngón tay, lúc trước xuất hiện một vị thiên túng đại đế cùng mấy đệ tử của hắn. Lần này nhất định không thể bỏ qua cơ hội, các ngươi ở đây chuẩn bị, ta tự mình qua xem một chút. Vân Ly đại đế biến hóa ra bản thể, một ngũ trảo kim long biến mất ngay tại chỗ. Ha ha, Liệt Dương Thiên ta cũng có thiên tài lợi hại như vậy, ta nhìn lão tiểu tử Càn Khôn Ma Quân kia, còn dám đắc ý với ta không? Lần này ta nhất định phải tự mình bồi dưỡng không tiếc tăng tốc thời gian vạn lần, cũng muốn để hắn ở trước linh khí thủy triều đột phá đến phong hào. Trước dương đại đế cười to, lắc lắc vạt áo, lộ ra thân thể đen nhánh. Người đi ra ngoài, mong mặc áo lót vào, bị người khác nhìn thấy, sẽ tổn hại uy nghiêm. Sau lưng một lão giả xấu hổ nói, ta trưởng khống liệt nhật, trong cơ thể thiên hỏa cực thịnh, y phục mặc lên liền đốt thành cho bụi. Thay quá phiền toái, còn không bằng để trần Trước dương đại đế nói để Trần là mát mẻ, chỉ là lần này đế quân không phải muốn đi ra ngoài mời thiên tài sao. Như vậy ra ngoài, khó tránh khỏi sẽ bị người xem nhẹ. Lão giả vội nói, thân là hạ nhân phục vụ đế quân, đối với thói quen của vị trước mắt này, biết quá rõ ràng, thân là một trong cửu đế, vậy mà không thích mặc nội y. May mắn là ở trong tầm điện, ở bên ngoài, bị người nhìn thấy, mặt mũi của liệt dương thiên sẽ mất hết. Ta đã biết, ở chỗ này chờ, ta đón người liền về hô, thân thể vụt qua, thần lực nhúc nhích biến thành nội y, trước dương đại đế biến mất tại nguyên chỗ. Hết chương 3779, chương 3780, chư thiên chấn động 2. Kiếm thần thiên, toàn bộ thần giới trừ tự tại thiên, kiếm lư là thần bí nhất. Cung điện đế quân khác tráng lệ, to lớn hùng vĩ, mà ở nơi này, chỉ là nhà tranh phổ thông, thoạt nhìn không thu hút. Đế quân, một trung niên đi vào trước mặt, muốn nói cái gì, lời còn chưa nói ra đã bị đánh gãy. Ta đã biết thần sơn có thiên tài am hiểu kiếm pháp xuất hiện. Vâng, trung niên vội vàng gật đầu. Kiếm pháp của hắn ta xem rất kinh diễm, thậm chí có khác với chúng ta. Chẳng qua không phải người kiếm lư ta muốn chờ. trong túp lều âm thanh thản nhiên nói. thế nhưng phong vương trung gõ. trung niên sửng sốt một chút, vội vàng nói. chúng ta không nhanh chút, bị địa phương khác chiêu đi lần linh khí thủy chiều tiếp theo, kiếm lưu chúng ta lấy được danh ngạch càng ít, đất phong sẽ bị tước đoạt. Danh ngạch ít thì ít, tước đoạt đất phong cũng không có gì, chúng ta muốn là một loại kiếm ý và lĩnh ngộ độc lập thuộc về mình, không phải là cứng nhắc học tập. Trong túp lều, âm thanh kia nói, học cho dù tốt cũng chỉ là bắt trước, chuyện linh khí thủy chiều không cần lo lắng, không có gì bất ngờ xảy ra, người của chúng ta đã xuất hiện, ta sẽ tự mình đi tìm hắn. Vâng, thấy đế quân có tính toán của mình, trung niên không nói thêm lời, khom người lui xuống. Ai? Trung niên rời khỏi, trong túp lều vang lên tiếng thở dài, giống như là cảm xúc, lại tràn đầy khó hiểu và nghi vấn. Người làm như vậy, đến cùng có đúng hay không? Trên núi cao, một lão giả vóc người cao to nhìn về phía rất nhiều đệ tử. Ngồi trước mắt, ngôn ngữ huyền diệu từ trong miệng chảy ra, nghe vào trong tai mọi người tựa như tiên nhạc, tu vi cũng không ngừng tiến bộ, được rồi, ngày hôm nay liền đến nơi này. Đột nhiên, lão giả ngừng lại, nhìn về phía một phương hướng. Lão sư, xảy ra chuyện gì? Một trung niên nhìn ra không đúng, ôm quyền không người hỏi. Tình huống bình thường, lão sư sẽ truyền thụ xong một lĩnh vực kiến thức mới kết thúc, hiện tại mới nói một nửa liền dừng lại, rõ ràng có chuyện phát sinh. Vị kia của tử tại thiên đã định xong thời gian, 15 tháng sau cùng ta quyết đấu. Lão giả mỉm cười, Hình như nói là người khác, mà không phải chính hắn. Mảy may không có vì quyết đấu mà cảm thấy áp lực. Tự Tại Thiên, đứng đầu cửu thiên, quản lý vạn giới. Lão sư khiêu chiến vị đế quân kia, ta sợ. Trong mắt Trung Niên tràn đầy lo lắng. Tuy tự tin thực lực của lão sư, nhưng Tự Tại Thiên dù sao cũng là đứng đầu thần giới, đế quân trong đó cũng mệnh danh thần giới đệ nhất nhân. Cùng loại cường giả này luận võ, thực sự có chút không yên lòng. Mấu chốt nhất là hai người là sinh tử đấu hoàn toàn khác biệt trước đó điểm đến là rừng không sao cả trên mặt lão giả vẫn mang theo vui vẻ vuốt dâu nếu là quyết đấu tự nhiên có thắng có bại không có người sẽ một mực thắng cũng không có người sẽ một mực bại tận lực liền tốt nhưng đối phương vì chiến đấu với người chuyên môn hạ giới đi tìm xuân thu đại điển mục đích đúng là vì lý giải lão sư càng nhiều biết thực lực của ngươi ta sợ hiện tại đáp ứng đã biết sơ hở của lão sư, cao thủ cùng cấp bậc, một khi không may xuất hiện, nguy hiểm cực lớn. Ánh mắt trung niên lộ ra vẻ lo lắng. Lão sư khiêu chiến vị kia của Tử Tại Thiên, vừa mới bắt đầu đối phương một mực không có đáp ứng, về sau vị kia đi hạ giới một chuyến, trở về. Liền xác định ngày, rõ ràng đã có chuẩn bị. Cao thủ đối chiêu, chỉ kém chút xíu, ngộ nhớ thiếu hụt của lão sư bị phát giác, từ đó nhằm vào công kích sẽ rất nguy hiểm tìm được thiếu hụt lại như thế nào, muốn đánh bại ta không có dễ. Giang như vậy, lão giả lộ ra tự tin nồng đậm. Một đường đi tới, phiêu chiến nhiều đại đế thành công như vậy, thực lực của hắn sớm đã đến đỉnh phong nhất của thần giới. Thực lực của lão sư, chúng ta tự nhiên tin tưởng và nghe theo, chỉ là học sinh không hiểu, vì sao phải giao đấu với đối phương, vì sao còn lập xuống ước định sinh tử. Trung niên có chút không rõ ràng cho lắm. Lão sư được tám đế công nhận danh tiếng của thiên túng đại đế đã danh xứng với thực thần giới người người công nhận vì sao còn phải tỉ thí với đế quân của tử tại thiên quan trọng là lập xuống ước định sinh tử đây là định số chúng ta không cách nào tránh đi các ngươi không hiểu lão giả lắc đầu được rồi tháng sau tỉ thí nếu như ta không may vẫn lạc các ngươi liền yên tĩnh đợi đừng có động tác khác chờ đợi truyền nhân của ta xuất hiện nghe hắn dặn dò truyền nhân truyền nhân của lão sư trung niên kỳ lạ. Rất sớm trước kia, bọn họ liền theo lão sư tung hoành thiên địa, không biết đã bao nhiêu năm, chưa từng nghe nói qua truyền nhân gì a hát. Không sai, hắn nắm giữ năng lực giống như ta, đồng dạng từ danh sư. Đại lục đi tới, lão giả mỉm cười. Cái kia, không biết vị truyền nhân này của lão sư tên gì, chúng ta làm sao xác nhận là hắn. Trung niên vội vàng hỏi. Không cần xác nhận, nhìn thấy liền có thể nhận ra lão giả cũng không giải thích, trong ánh mắt mang theo thâm thúy. Còn tên, có thể nói cho các người biết, hắn gọi, Trương Huyền. Tự tại thiên, trong một gian phòng không biết tên. Hơi nước nồng đậm tràn ngập gian phòng, hơi nóng vây quanh, để cho người ta thấy không rõ lắm cảnh tượng trước mắt. Xoạt, dòng nước lay động, một thân thể mềm mại hoàn mỹ không một tì vết từ bên trong đứng lên. Mái tóc đen nhánh, da thịt vô cùng mịn màng, dung nhan tuyệt mỹ tay ngọc khẽ vẫy, một lụa mỏng bao phủ ở trên người, che giấu dáng người uyển chuyển. "Tiểu thư." Một lục y nữ tử đi vào trước mặt, đưa tới một cái lược. Nữ tử chậm rãi chải tóc, nhất cử nhất động như một bức tranh. "Tin tức truyền ra ngoài chưa?" Nữ tử tuyệt mỹ thản nhiên nói. "Đã truyền." Lục y nữ tử gật đầu. "Có trả lời không?" "Tạm thời không có." Lục y nữ tử lắc đầu, suy nghĩ một chút mới nói có điều chuyện tiểu thư để chúng ta tìm hiểu, chúng ta ngược lại tìm hiểu được rồi. Ồ, ánh mắt nữ tử tuyệt mỹ sáng lên, vội vàng nhìn tới. Dạ Minh Thành xuất hiện một người trẻ tuổi gọi là Trương Huyền, hắn có rất nhiều đệ tử, thiên tư cực tốt, trong quá trình tìm kiếm thần linh chi khí, dẫn động không ít phong vương chung. Lục y nữ tử nói, xem ra là hắn, nữ tử tuyệt mỹ mỉm cười, vẻ mặt có chút hạnh phúc. Tiểu thư, có muốn gặp hắn hay không? thấy bộ dáng của tiểu thư, làm sao không biết nghĩ cái gì, Lục Y nữ tử. Vội vàng nói: "Không cần, những ngày gần đây ta phải chuẩn bị chiến đấu, bất kỳ người nào cũng không thể gặp, đặc biệt là hắn, nếu không ta sợ sẽ mất đi lòng tin chiến đấu, từ đó dừng lại." Nữ tử tuyệt mỹ lắc đầu, không biết nghĩ cái gì, ánh mắt phức tạp. "Nếu như tiểu thư dao động, vậy thì không chiến là được, vị Thiên Túng đại đế kia thực lực cực mạnh, tám vị đại đế đều thua." ta sợ tiểu thư. Lục y nữ tử tràn đầy lo lắng. Thực lực của tiểu thư quán tuyệt thiên hạ, nhưng đối phương cũng không yếu. Giống như sao băng chiếu sáng không chung, ngắn ngủi hơn 40 năm, liền vang vọng toàn bộ thần giới, không ai không biết không người không hiểu, phiêu chiến tám đế, mặc dù không có người biết chi tiết, chiến đấu nhưng thấy người sau thừa nhận thân phận, liền biết nhất định tám trận tám thắng. Đối với toàn bộ thần giới mà nói, vị này là nhất thời có một không hai. Phong mang mạnh như vậy, tránh đi là được, thậm chí coi như giao đấu, thắng thua cũng rất bình thường, vì sao nhất định muốn lập xuống sinh tử đấu, nhất định phải phân một mất một còn. Không có cách nào tránh khỏi, ta nhất định phải giết hắn, không có con đường thứ hai. Đây là sứ mệnh của ta, cũng là trách nhiệm không thể. Trốn tránh? Nữ tử tuyệt mỹ lắc đầu. Thế nhưng, lục y nữ tử tràn đầy sốt ruột. Không có nhưng gì cả, không cần nói, chuyện này đã quyết định. Nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng Nữ tử tuyệt mỹ khoát tay áo Được rồi, ta muốn bế quan tu luyện Nói xong, thân thể vụt qua Biến mất tại nguyên chỗ Tiểu thư Không nghĩ tới tiểu thư cố chấp như vậy Tuy lục y nữ tử không cam lòng Nhưng cuối cùng vẫn gật đầu Không nói thêm lời Trường 2134 Tia Ân hát Ưa, uyên lo lắng Nghe nói thần linh chi khí ở thần sơn Cũng chia đẳng cấp phủ thành chủ, sau khi cơm nước no nê, mấy vị cường giả đại biểu dạ. Minh Thành ngồi chung một chỗ, vừa uống trà vừa nói chuyện phiếm. Hình như có chuyện như vậy, thần linh chi khí cấp bậc cao khó mà thuần phục, nhưng càng thêm tinh thuần, lực lượng mạnh mẽ, sau khi hấp thu có thể rèn luyện lực lượng tốt hơn, để cho người ta vừa đột phá, liền đánh xuống cơ sở tốt nhất. Thần linh chi khí cấp bậc cao, là cửu thiên cửu đế chuyên môn rèn luyện, tuy mạnh mẽ, lại ẩn chứa lực lượng của bọn hắn, thể chất hoặc pháp quyết tu luyện không phù hợp, sẽ không có khả năng thành công. Có thể thành công, không có chỗ nào mà không phải thiên tài đứng đầu nhất. Này cũng phải, linh khí thủy triều xuất hiện tiếp cận 40 năm, mỗi nửa năm thần sơn mở ra một lần, đến bây giờ trọn vẹn mở ra 79. Lần, thiên tài chân chính có thể được cửu thiên cửu đế xem trọng, để. Phong vương trung vang kiện, không cao hơn ba người. Dường như đều là đệ tử của thiên túng đại đế, Năm nay không biết có thể xuất hiện thiên tài tương tự hay không. Khẳng định không có hy vọng, thần giới có thể phong vương, cơ bản đều nắm giữ huyết mạch siêu cường, nói cách khác, vừa ra đời liền quyết định thành tựu, tuyệt không phải người bình thường có thể làm được. Huyết mạch quyết định tất cả, huyết mạch không đủ, thiên tư lại cao, thành tựu cũng có hạn. Mọi người một bên trò chuyện, một bên cảm xúc. Nghe những đối thoại này vào trong tai, Trương Huyền mang theo nghi hoặc, quay đầu nhìn về phía Ngô Phương Thanh huyết mạch thật trọng yếu như vậy. Đương nhiên, Ngô Phương Thanh cũng không che giấu nói. Giới thần vương, tu luyện giả có thể dựa vào thiên phú hoặc kỳ ngộ, nghĩ biện pháp đi đến, nhưng một khi vượt qua đạo khảm này liền khó khăn. Huyết mạch cường giả, xác xuất thành công mạnh mẽ gấp trăm lần người bình thường. Theo ta được biết, tất cả cường giả thần vương của cửu thiên không vượt qua trăm người, không dựa vào huyết mạch, chỉ. Bằng vào tu luyện đột phá, cũng chỉ có Thiên Túng Đại Đế ba đệ tử của hắn mà thôi. Đệ tử của Thiên Túng Đại Đế, hình như là từ hạ giới mang tới, cụ thể ta cũng không rõ ràng, vị Tân Tấn Đại Đế này bí mật quá nhiều, không phải chúng ta có thể tùy ý thảo luận. Ngô Phương Thanh lắc đầu. Đổi lại những người khác hỏi như vậy, khẳng định đã sớm quát tháo, đối phương có thể là hậu bối của đế quân, lúc này mới cố ý giải thích, cũng nhân cơ hội quan sát phản ứng của hắn. Chỉ bất quá vị trước mắt này vẻ mặt đờ đẫn để cho người ta nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì không truy cứu vấn đề này nữa trương huyền tiếp tục nói thần linh chi khí khác biệt là có ý gì vốn cho rằng thần linh chi khí giống như hắn lấy được không nghĩ tới lại còn có tranh lệch cụ thể ta cũng không rõ ràng xem như một loại truyền ngôn của thần giới đi nói là thần linh chi khí cũng chia đẳng cấp chỉ có người thiên tư cao chân chính mới có thể thu được tồn tại đẳng cấp cao hơn trở nên càng thêm cường đại ngô phương thanh cười ha ha đây đều là tin đồn không nên tin thật không cần để ở trong lòng đang nói chuyện không gian trên quảng trường lay động có bóng người bất ngờ xuất hiện lúc này mới bao lâu làm sao có người đi ra đi ra tiểu viện trương huyền nghi hoặc không phải nói một ngày sao lúc này mới bao lâu liền đi ra một ngày là thời gian thần sơn mở ra trong khoảng thời gian này không đạt tới thần linh có thể ở bên trong tiếp tục tìm kiếm Vượt qua thời gian vẫn không thành công thì chỉ có thể bị truyền tống ra. Mà trước đó, thành công đột phá, đồng dạng sẽ bị truyền tống rời khỏi, nếu không người khác làm sao cạnh tranh? Ngô Phương Thanh giải thích. Trương Huyền giật mình. Ha ha, là con của ta, lúc này mới hơn một canh giờ đã đột phá đến thần linh. Trong đám người, một trung niên lớn tiếng nở nụ cười, tràn đầy hưng phấn. Ở thần sơn kỳ ngộ của mọi người tương đồng, hơn một canh giờ tìm được thần linh chi khí hơn nữa thuận lợi đột phá, tuyệt đối được cho thiên tư chắc tuyệt. Nguyên nhân chính là như vậy, mỗi lần thần sơn mở ra, đều sẽ có người chuyên môn ghi chép thứ tự và trình tự xuất hiện, giống như Trạng nguyên, thám hoa khoa cử, điều khác ở trên bi văn, lưu truyền rộng rãi. Chúc mừng, dùng thiên phú của lệnh lang, xem ra hồ ra các người muốn quật khởi. Hồ húc lão ca, vài sinh ý trong gia tộc ta, suy đi nghĩ lại, vẫn là giao cho nhà các người tốt nhất, dù chúng ta chưa hợp tác qua nhưng nhân phẩm của hồ lão ca ngươi ta là sớm có nghe nói giao cho ngươi ta yên tâm con của ngươi và con gái của ta đều đến tuổi có thể thành hôn hồ huynh chúng ta có nên mau chóng xử lý hôn sự hay không rất nhanh mọi người vây lại từng cái tràn đầy hừng hực hơn một canh giờ nhận được thần linh chi khí hơn nữa thuận lợi đột phá thiên tư cao ở dạ minh thành cũng được cho đứng đầu nhất không có gì bất ngờ xảy ra, tiền đồ vô lượng. Loại người này, tự nhiên phải hảo hảo nịnh bợ. Này giống như hài tử thi đậu thanh hoa, tràn đầy tự hào và mặt mũi. Ứng đối xong mọi người nhiệt tình, ánh mắt vị trung niên này rơi vào trên người Trương Huyền, cười nhạo một tiếng. Vừa rồi con của hắn thua ở trên tay học sinh đối phương, hiện tại con mình đột phá thần linh nhanh như vậy, học sinh của đối phương thì sao? Dường như hiện tại một chút động tính cũng không có còn tưởng thật là thiên tài, hiện tại xem ra, tuổi tác qua chính là tuổi tác qua, tiềm lực có hạn. Trương huyền thiếu ra, xem ra con của ta vận khí càng tốt hơn, trước một bước thành công. Không biết học sinh ngươi lúc nào có thể đột phá thần linh. Kìm nén không được, đi vào trước mặt. Người không trang bước, khác cá ướp muối ở chỗ nào. Vừa rồi mất mặt, tự nhiên phải nghĩ biện pháp kiếm về. Đối mặt với đối phương châm chọc, Trương huyền nhíu mày dựa theo phương pháp tu luyện hắn truyền thụ, chỉ cần tìm được thần linh chi khí, nên đột phá rất nhanh, tuyệt đối không dùng đến một canh. Giờ, hiện tại nhiều đệ tử như vậy, không có đi ra một cái, chẳng lẽ gặp nguy hiểm gì? Không đến mức, thực lực của đám người triệu nhã, hắn vẫn biết một ít, ra hỏa vừa đi ra kia, tôn cường cũng có thể tùy ý đánh 10 cái. Hắn cũng vô sự, đám người triệu nhã làm sao có khả năng xảy ra vấn đề. Hẳn bị sự tình gì chậm trễ. Trương Huyền nói, hiện tại giải thích duy nhất, chỉ có cái này. Bởi vì có không gian cách nhau, đan dược của hắn bị sử dụng cũng không cảm nhận được. Chậm trễ, ha ha, vậy ta liền chúc phúc học sinh của Trương Thiếu ra mau chóng giải quyết phiền toái. Thấy hắn ăn quả đắng, trung niên vui vẻ không nói ra được, đầu lâu dương cao hơn. Thực lực ngụy thần cảnh mạnh lại như thế nào? Không đột phá nổi thần linh, chẳng khác nào phế vật. Hô, trung niên đắc ý, cửa lần nữa lay động, lại có người đi ra, hơn nữa liên tiếp chừng hơn 10 người. Trương Huyền nhìn lại, học sinh, hạ nhân và cha mẹ của mình, đồng dạng một cái không có đi ra. Trương thiếu ra, có vẻ như con của ta cũng đi ra. Những học sinh kia của ngươi, rõ ràng đi vào trước, hơn nữa đi địa phương thần linh chi khí nhiều nhất, không nên ra không được a. À. Chẳng lẽ đột phá thần linh phiền toái như vậy? Nếu như vậy, chẳng lẽ thiên phú không cao. Trước đó, phụ huynh của mấy hài tử bị đám người triệu nhã dạy dỗ, đều cười khanh khách đi vào trước mặt. Lúc đó thành chủ che chở, hậu bối của mình quả thực không hăng hái, không dám nói nhiều, hiện tại tất cả đều nở mày nở mặt, diễu võ dương oai. Nhìn con của ta, thành thích thật tốt. Học sinh của ngươi, lúc ngụy thần sức chiến đấu mạnh, lại coi là cái gì? Không thành thần được mà nói, thật sự quá mất mặt. Trương Thiếu, không cần để ý bọn họ có thể tìm được thần linh chi khí hay không cũng liên quan đến vận khí có lẽ kế tiếp xuất hiện chính là bọn họ thấy mọi người như vậy ngô phương thanh cũng không tiện giải thích vẻ mặt xấu hổ không sao trương huyền lắc đầu mặc dù không biết vì sao đám người triệu nhã không có đi ra nhưng tin tưởng thực lực của các nàng lại thêm bản thân chuyên môn lưu lại đan dược hẳn sẽ không xảy ra vấn đề thời gian qua hai canh giờ 1.200 tu luyện giả đi vào thần Sơn, đã đi ra vượt qua 300 người, nhưng đám người triệu nhã, tôn cường vẫn không có xuất hiện. Trước đó đám người châm chọc, lúc này đã biến thành khinh thường. Lâu như vậy cũng không có đột phá, thiên phú kém có thể tưởng tượng được, thành chủ còn coi hắn là khách quý, hiện tại xem ra chỉ là phế vật. Không đúng, trương huyền cao mày. Nếu như nói những học sinh này của mình không thể một canh giờ đi ra, hắn cảm thấy xuất hiện chút biến cố, có thể lý giải, nhưng hơn ba canh. Giờ, một người cũng không có trở thành thần linh, rõ ràng không phù hợp lẽ thường. Tu luyện công pháp thiên đạo tinh giản, phối hợp thêm thần linh chi khí, đột phá thần linh còn nhanh hơn công pháp thiên nhược hữu tình của hắn, coi như một canh giờ không hoàn thành được, cũng không dùng đến hai canh giờ. Làm sao đến bây giờ còn không thấy tung tích? Thành chủ, không biết có phương pháp gì kiểm tra người đi vào thần sơn có xảy ra chuyện hay không? mang theo lo lắng, Trương Huyền nhìn qua. Kiểm tra xảy ra chuyện. Ngô Phương Thanh dừng lại một chút. Ngược lại là có, có điều tiêu phí rất lớn, đo lường một lần, cần 100 thần tệ. Thần Sơn vốn có nguy hiểm, dưới tình huống bình thường, là không cho phép kiểm tra, nhưng cũng có chút người quan tâm hậu bối, muốn dò xét. Nên có loại quy định này, có thể kiểm tra, nhưng đánh đổi rất cao. Một danh ngạch, chẳng qua là một thần tệ mà thôi, đo lường một chút lại 100, lật gấp trăm lần, chênh lệch lớn làm người ta khó tin. Ta muốn tra một chút. Trầm tư một chút, Trương Huyền nói. Những học sinh này, từ danh sư đại lục cùng nhau đi tới, bản thân đã sớm coi thành người thân nhất, tuyệt đối không thể xuất hiện nguy hiểm. Mời qua bên này. Ngô Phương Thanh gật đầu, lần nữa đi tới phủ thành chủ. Đi qua nhìn một chút. Khẳng định là không có đột phá, có cái gì phải tra. Người ta có tiền nguyện ý kiểm tra người quản được đi qua nhìn một chút cũng không sao cả nếu như học sinh của hắn tìm được thần linh chi khí lại không đột phá liền vui rồi này cũng phải mấy trung niên trước đó chê cười nghe được hai người đối thoại tất cả đều mỉm cười theo sát tới nếu đối phương muốn thẩm tra vậy thì theo tới nhìn một chút dù sao mất mặt chính là tên này đi vào phủ thành chủ rất mau tới một đại điện rộng lớn ở đây có thể thẩm tra, đưa vào họ tên, dung mạo người muốn thẩm tra, cùng với 100 thần tệ là có thể biết kết quả. Ngô Phương Thanh chỉ bức tường trước mắt nói. Hết chương 3780. Audio điện tử võ tấn bền. Hết tập 169.